Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 62. Gã đi đầu cười khẩy, sao hả? Chu Đạo Quân bọn ta mà cũng không nhận ra hả? Chu Đạo Quân. Sắc mặt Diêm Đao không khỏi sạm đi. Gã đàn ông nhìn sang Diệp Huyên đứng cách đó không xa, phẫn nộ chỉ tay vào hắn, kẻ này giết người của chúng ta, sao có thể xứng làm thần chủ? Hắn đáng tội chết. Những lời này của gã đàn ông khiến sắc mặt Diêm Đao sạm đi, bởi ông ta không ngờ những người này sẽ đến gây phiền toái cho Diệp Huyên. Sắc mặt Diêm Đao càng trở nên khó xem. Ông ta biết tính tình Diệp Huyên còn nóng hơn Tiểu Thất, một khi sinh lòng ác độc thì cái gì cũng dám làm. Diệp Huyên đứng ở xa xa chỉ lắc đầu cười. Nhóm người này đến tìm tận mặt đã khiến hắn ngạc nhiên, nào ngờ còn muốn giết hắn. Trong lúc đó, vô số cường giả thần quốc, ám vệ lẫn thần võ quân đều đã xuất hiện khắp bốn phía. Gã đàn ông vứt ánh mắt lạnh lùng nhìn Diêm Đao và thần võ quân một phen, các người dám lỗ mãng trước mặt Chu Đạo Quân do võ thần chủ đích thân phong tước ư. Chu Đạo Quân. Ba chữ này khiến những người có mặt biến sắc. Đây là đội quân có thể nói là bí ẩn nhất, hùng mạnh nhất thần quốc. Quan trọng nhất là nó được chính tay người sáng lập thần quốc, võ an ninh tự mình thành lập. Thượng quan Tiên Nhi là lướt bước đến bên Diệp Huyên, khẽ nói Chu Đạo Quân có ba đặc quyền. Thứ nhất, không cần quỳ trước thần chủ đời sau. Thứ hai, không chịu sự sai khiến của bất kỳ ai ngoài thần chủ. Thứ ba, nếu thần chủ đời sau bất nhân, Chu Đạo Quân có thể xuất hiện tru sát. Diệp Huyên cũng đáp lại, xem ra đặc quyền mà võ thần chủ cho họ cũng không chỉ lớn bình thường nhỉ. Đúng là rất lớn, nàng ấy gật đầu. Hắn cười, nhưng bọn chúng phản lại ta rồi, cô nói ta nên làm gì bây giờ? Thượng quan Tiên Nhi giật mình khi nhận ra vị Diệp thần chủ này đã động sát ý, hơi cúi đầu, ngài phải có lý do chính đáng. Ta biết ngài không quan tâm những thứ này, nhưng thần quốc thì có. Ngài muốn giết bọn họ thì cũng phải đưa ra được một lý do khiến thiên hạ tin tưởng. Bởi vì thân phận của những người này vô cùng đặc biệt, tuyệt đối không thể tàn sát họ, bằng không người thần quốc sẽ cảm thấy nguy ngập, thậm chí có thể gây khủng hoảng trên toàn đất nước. Nàng ấy ngẩng đầu lên, bạo lực không thể giải quyết tất cả vấn đề, còn có thể khiến càng nhiều vấn đề xảy ra. Diệp Huyên chỉ cười, được thôi, ta đây thích lý lẽ nên sẽ nói chuyện phải trái với bọn họ trước. Truyền lệnh gọi bá quan đến đây. Thượng quan Tiên Nhi nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ thối lui. Không lâu sau đó, bá quan thần quốc đã tụ tập lại. Thần quốc đang lâm vào tình cảnh thiếu thốn cường giả, vì vậy ai nấy đều hết sức vui mừng khi nghe tin Chu Đạo Quân xuất hiện. Nhưng sau khi biết những người này đến gây rối với Diệp Huyên, trong lòng họ đều trầm xuống. Chẳng lẽ thần quốc sắp sửa nội loạn? Vô số đại thần lo ngay ngáy trong lòng. Thấy bá quan đã tề tựu, Diệp Huyên cười với gã đàn ông dẫn đầu Chu Đạo Quân, hôm nay các ngươi đến để giết ta. Đối phương nhìn thẳng vào hắn, ngươi giết người của Chu Đạo Quân ta, có tư cách gì làm thần chủ? Diệp Huyên bật ra một tiếng cười, quay sang vị thần tướng có danh vọng rất cao trong thần quốc, hỏi, nhờ văn lão nói một câu xem ngôi vị thần chủ của ta có chính đáng hay không? Mọi tầm mắt đổ dồn về phía văn lão. Tuy thực lực ông không cao nhưng danh tiếng lại cực cao, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ, có thể nói là người đại diện cho tất cả các văn nhân tử sĩ thần quốc. Sau một phen trầm mặc, ông lão cất tiếng, bệ hạ được Tiểu Thất bệ hạ đích thân truyền ngôi, tất nhiên chính đáng. Ông ta biết nếu công khai nghi ngờ Diệp Huyên ngay lúc này chẳng khác gì khiến thần quốc sụp đổ trong nháy mắt. Hiện giờ Diệp Huyên hắn không cần thần quốc, nhưng thần quốc lại cần một cường giả siêu cấp. Nếu không có Diệp Huyên, thần quốc sẽ tan rã, mà nếu không có thần quốc, Diệp Huyên lại chẳng hề hấn gì, có khi còn ung dung tự tại hơn nhiều. Thần quốc không thể thiếu Diệp Huyên. Nhưng quan trọng nhất là ngôi vị thần chủ của hắn do chính Tiểu Thất truyền lại một cách danh chính ngôn thuận. Diệp Huyên cười cười, vậy theo văn lão, ta có thể điều động Chu Đạo Quân hay không? Đối phương hơi thi lễ, tất nhiên là có thể. Bệ hạ là thần chủ, có quyền điều động bất kỳ đội quân nào. Chu Đạo Quân tuy có phần đặc biệt nhưng vị trí cũng chỉ nằm dưới thần chủ, không thể vượt qua, càng không thể nghi ngờ ngài. Nếu thần chủ bất nhân, Chu Đạo Quân tất nhiên có quyền phối hợp cùng quốc hội để bãi nhiệm, nhưng... Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên, từ khi lên ngôi đến giờ, bệ hạ chưa từng có hành động bất nhân nào, ngược lại còn thu phục được vũ trụ hảo hán, mở mang bờ cõi thần quốc ta.
ai dám nghi ngờ địa vị của ngài, ta là người đầu tiên phản đối. Chúng thần cũng phản đối. Bá quan sau lưng văn lão đồng thanh. Trong số họ có rất nhiều người đến từ các thế gia và thế lực khác nhau, đó là những phe phái được lợi lớn nhất kể từ khi Diệp Huyên thu phục vũ trụ hảo hán, không những thu hút được vô số thiên tài mà còn thêm linh khí cho dù đã rất mỏng manh giúp họ phát triển thêm một thời gian dài. Điều quan trọng nhất là thực lực. Chu Đạo Quân có thể không rõ lắm về sức mạnh của Diệp Huyên, nhưng bọn họ thì rõ. Hiện nay, hắn chính là người mạnh nhất vũ trụ hỗn độn này. Nếu không có hắn, vũ trụ hỗn độn lấy gì để đối kháng với đại thế giới huyền hoàng? Lấy đầu ra để đổi à? Có thể nói, trong lúc vô tình, lợi ích của tất cả mọi người và Diệp Huyên đã bị buộc chung vào nhau. Chỉ cần không có hắn, tất cả sẽ nghênh đón kết thúc của mình khi đại thế giới huyền hoàng đánh tới. Thấy tất cả mọi người đều ủng hộ Diệp Huyên, sắc mặt gã đàn ông cầm đầu Chu Đạo Quân trở nên khó xem. Diệp Huyên chỉ cười cười nhìn gã, còn về việc giết tên ngôn kia. Nói đến đây, hắn quay sang Thượng quan Tiên Nhi, Thượng quan cô nương thử nói xem vì sao ta lại giết hắn. Người được gọi tên lên tiếng, ngôn sử dụng ngôn từ bất kính xúc phạm bệ hạ, hơn nữa còn chủ động ra tay. Diệp Huyên mỉm cười, tiếp tục chuyển hướng sang văn lão, văn lão, Chu Đạo Quân tuy đặc biệt nhưng có thể bất kính với thần chủ sao. Sắc mặt ông lão sạm đi, có đặc biệt đến mấy cũng là con dân thần quốc, có tư cách gì để bất kính với thần chủ. Đôi mắt lão xoáy thẳng vào nhóm Chu Đạo Quân, các ngươi đã quên mất mục đích ban đầu của mình rồi sao? Đó chính là bảo vệ thần quốc ta, không phải thao túng nó. Sắc mặt gã đàn ông thoát cái nom dữ tợn vô cùng, bảo vệ thần quốc. Cái đất nước có hạng người thế này làm thần chủ thì bảo vệ làm gì? Văn lão trừng mắt phẫn nộ, làm càn. Cận vệ đâu? Ông ta vừa dứt lời, các cận vệ có mặt lập tức vây mười mấy người kia lại. Thần võ quân cũng gia nhập vào vòng vây. Gã đàn ông nhìn bốn phía, cười gằn, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám chống lại chúng ta. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên bỗng thoát cái biến mất, gã đàn ông biến sắc, vung hai nắm đấm về phía trước. Kiếm quang đã đến. Xoẹt. Đôi tay gã bị một kiếm này của hắn chém rơi, mũi kiếm đã vững vàng đặt trước trán gã. Bốn bề lặng phắc. Diệp Huyên nhìn gã, dám phách lối láo xược như vậy trước mặt ta, nếu ông đây không phải thần chủ, không niệm công lao các ngươi năm đó thì đã sớm tiễn các ngươi lên đường rồi. Hắn quắc mắt nhìn đám người sau lưng gã cầm đầu, trách nhiệm của các ngươi là gì? Là bảo vệ thần quốc, nhưng bây giờ các ngươi có đang làm đúng như vậy không? Gã đàn ông đang toan mở miệng thì thanh kiếm trong tay Diệp Huyên đã đâm vào nửa tấc. Phụt! Một vòi máu phun ra. Hắn lạnh nhạt nhìn gã, ta cho phép ngươi nói chuyện à? Gã nhăn răng, sĩ khả sát, bất khả nhục, ngươi có bản lĩnh. Kiếm trong tay Diệp Huyên vung lên. Thủ cấp gã bay ra ngoài. Sự im lặng lần thứ hai bao trùm. Các thành viên còn lại nhìn Diệp Huyên với vẻ kiêng kỵ tràn ngập trong mắt. Đến bây giờ họ mới nhận ra thực lực của vị thần chủ mới nhậm chức này lại kinh khủng đến vậy. Diệp Huyên liếc mắt nhìn họ, các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ở lại thần quốc, thứ hai, rời đi. Nếu rời đi, tên họ các ngươi sẽ bị khai trừ khỏi thần quốc, không còn là người của chúng ta. Cũng không được hưởng bất kỳ đãi ngộ đặc thù nào nữa. Sắc mặt những người đó trở nên xấu xí vô cùng. Đãi ngộ đặc thù ư? Mỗi năm bọn họ đều nhận được không ít bổng lộc. Có thể nói sức mạnh của họ đều do thần quốc bỏ tài nguyên ra đào tạo, bằng không cũng chỉ có thể đi làm thuê cho người khác. Tất nhiên là với năng lực của họ thì đi đâu cũng được chào đón, chỉ là đãi ngộ sẽ không bằng ở thần quốc mà thôi. Hơn nữa, ở lại thần quốc còn có địa vị được người khác tôn sùng, một khi rời đi thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Mà Diệp Huyên bắt bọn họ phải lựa chọn. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, đuổi chúng ta đi sao? Diệp Huyên quay lại, thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Thượng quan Tiên Nhi bên người hắn thấp giọng nói, thống lĩnh Chu Đạo Quân, Hàn Kỳ. Thủ lĩnh đến rồi. Diệp Huyên cười với đối phương. Không phải ta đã cho các người hai lựa chọn đó ư? Hàn Kỳ dừng lại trước Diệp Huyên không xa, tiểu thất bệ hạ biến mất không rõ ràng, ngôi vị thần chủ rơi vào tay ngươi cũng không minh bạch, chúng ta nghi ngờ ngươi thì thế nào? Có vấn đề gì sao? Hắn chỉ cười, ta làm thần chủ còn cần các ngươi cho phép sao?
Nụ cười của hắn nhiễm ý lạnh lẽo, lặp lại, cần sao? Vừa dứt lời, hắn đã vùng kiếm chém một đường nhanh như chớp về phía trước. Ầm, không gian bị một kiếm này xẻ đôi. Đôi mắt Hàn Kỳ khẽ nheo lại đầy nghiêm túc, ông ta mở tay ra, nắm lấy một thanh giản vàng bỗng nhiên xuất hiện rồi bổ nó về trước. Quỳnh, một luồng sức mạnh khổng lồ nổ tung trước mặt hai người. Hàn Kỳ lui lại gần trăm trượng, mà Diệp Huyên lại chẳng mảy may nhúc nhích. Khi Hàn Kỳ vừa dừng lại, thanh giản vàng đã dạn vỡ khiến sắc mặt ông ta trầm xuống. Món vũ khí do Võ An Ninh ban cho vậy mà lại bị một kiếm của Diệp Huyên chém nát. Diệp Huyên đang định ra tay lần hai thì chợt thấy Hàn Kỳ biến sắc, dùng hai tay nâng thanh giản lên, thỉnh võ thần chủ. Chíu! Một quầng sáng vàng bỗng lóe lên từ bên trong thanh giản. Một khắc sau đó, hình ảnh một người con gái hiện ra. Võ An Ninh! Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía cô gái kia, chỉ một thoáng, vóc dáng của cô gái cũng hiện ngày càng rõ. Cuối cùng, tất cả cường giả của thần quốc đều quỳ một gối, đồng thanh hô tham kiến võ thần chủ. Võ An Ninh, thần chủ đời thứ nhất của thần quốc, cũng chính là người sáng lập thần quốc. Là người nắm giữ quyền lực tối cao không gì sánh bằng tại thần quốc. Nhìn thấy Võ An Ninh, những thành viên thuộc Chu đạo quân cũng đồng loạt quỳ xuống, tham kiến thần chủ. Ngay cả Hàn Kỳ cũng quỳ xuống theo, tham kiến thần chủ. Người duy nhất không quỳ chính là Diệp Huyên. Võ An Ninh mặc một bộ trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, giữa trán điểm một chấm chu sa, cả người phát ra khó thế bá đạo ngạo nghễ. Sau khi Võ An Ninh xuất hiện, ánh mắt nàng liền chuyển đến trên người Diệp Huyên, ngươi là thần chủ hiện tại. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Mặt Võ An Ninh vẫn không cảm xúc, vì sao nhìn thấy ta mà không quỳ. Diệp Huyên cười bảo, sao lại phải quỳ. Láo xược. Hàn Kỳ ở cách đó không xa đột nhiên quát to, Diệp Huyên, ngươi dám vô lễ với võ thần chủ. Diệp Huyên nhìn về phía Hàn Kỳ, ta khuyên ngươi tốt hơn hết hãy im miệng đi. Hàn Kỳ còn muốn nói gì đó thì Võ An Ninh lại nhìn về phía ông ta, ngươi dám tỏ thái độ với thần chủ của thần quốc chúng ta như thế. Hàn Kỳ nghe vậy liền biến sắc, lập tức cúi đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cũng chưa từng bất kính với thần chủ nào khác. Nhưng Diệp Huyên này, hắn giết Chu đạo quân của chúng ta, đồng thời còn muốn đuổi chúng thuộc hạ đi, bởi vậy thuộc hạ mới buộc phải mời thần chủ ra đây. Võ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyên, sao lại giết Chu đạo quân? Diệp Huyên cười nói, bởi vì bọn họ không nghe theo lệnh chỉ huy, còn miệt thị ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Võ An Ninh nghe vậy liền nhíu mày, nàng nhìn về phía Hàn Kỳ, ông ta vội nói, là do tên Diệp Huyên này có ý đồ bất chính với vị trí thần chủ. Thần chủ tiểu thất đời trước tự dưng mất tích, sau đó hắn ta cũng đăng vị, việc này quả thật quá kỳ quặc. Lúc này, văn lão cách đó không xa đột nhiên bước ra, hơi hành lễ với Võ An Ninh, bệ hạ, lời Hàn Kỳ quả thực quá hoang đường. Diệp thần chủ đạt được vị trí thần chủ là chuyện danh chính ngôn thuận, cũng nhờ có ngài ấy nên thần quốc mới có thể đối kháng với đại thế giới huyền hoàng. Sau đó, ông lại nhìn về phía Hàn Kỳ, lần này Hàn thống lĩnh mời bệ hạ tới, thực ra chỉ vì lợi ích của mỗi mình ông ta, mong bệ hạ minh giám. Hàn Kỳ biến sắc, đang muốn lên tiếng thì Võ An Ninh đột nhiên quát, im miệng. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Kỳ lập tức biến đổi, ông ta vội vàng quỳ xuống, nhưng không còn là quỳ một chân mà thành quỳ hai chân, không chỉ có vậy, cả người cũng đang run rẩy. Võ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyên, chuyển sang nơi khác. Lời vừa dứt, tay phải của nàng liền vung lên, Diệp Huyên và Võ An Ninh đồng thời biến mất khỏi vị trí. Giữa sân, đám người văn lão cũng đứng dậy, nhưng nhóm Hàn Kỳ lại không dám đứng lên. Trên tầng mây, Võ An Ninh nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu à? Diệp Huyên gật đầu. Võ An Ninh đánh giá Diệp Huyên, ngươi có vẻ đặc biệt. Diệp Huyên không trả lời. Võ An Ninh nói khẽ, đại thế giới huyền hoàng đã phát hiện ra nơi này rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối cũng biết đại thế giới huyền hoàng ư. Võ An Ninh gật đầu, biết chứ. Dứt lời, nàng liền nhìn lướt qua bên dưới, lắc đầu, vũ trụ hỗn độn, không thể nào đối kháng nổi đâu. Diệp Huyên nói, ta biết. Võ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyên, người định thế nào? Diệp Huyên cười nói, còn thế nào được?
Tất nhiên là đánh với bọn chúng một trận rồi. Dù sao cho dù chúng ta đầu hàng cũng sẽ chẳng có kết quả tốt gì. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Võ An Ninh, tiền bối, hay là người quay về làm thần chủ đi, được chứ? Võ An Ninh lắc đầu, ta không về được. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Võ An Ninh nói, kể ra dài lắm. Dứt lời, nàng liền nhìn Diệp Huyên, cô bé tiểu thất kia gặp nguy hiểm. Diệp Huyên lắc đầu, ta và nàng ấy đã tiếp xúc với những người kia, bọn họ cũng không hề tổn thương tiểu thất, thế nhưng, thân phận của tiểu thất có hơi đặc biệt một chút. Võ An Ninh nói khẽ, quả thật thân thế của cô bé đó rất đặc thù. Dứt lời, nàng lại nhìn Diệp Huyên, người cũng rất đặc biệt. Diệp Huyên nói, tiền bối, một mình ta có vẻ không gánh nổi, người quyết định không trở về ư. Võ An Ninh lắc đầu, không phải ta không muốn, mà là không thể. Dứt lời, nàng liền vung tay phải lên, một lần nữa xuất hiện cùng Diệp Huyên ở sân trước thần điện. Tất cả mọi người nơi đó đều nhìn về phía Võ An Ninh. Võ An Ninh nhìn Diệp Huyên, bắt đầu từ giờ phút này, đây chính là thần chủ của thần quốc, bất kỳ người nào cũng không được nghi ngờ thân phận của hắn. Dứt lời, nàng liền chỉ tay, một tia sáng trắng liền chui vào giữa trán Diệp Huyên, thứ này dùng vào thời khắc mấu chốt. Diệp Huyên ngây người, sau đó gật đầu. Võ An Ninh nhìn về phía Hàn Kỳ, người cảm thấy mình rất đặc biệt. Hàn Kỳ lập tức tái mét mặt, vội vàng nói, bệ hạ, thuộc hạ biết sai rồi. Võ An Ninh im lặng một thoáng, sau đó nói, niệm tình ngươi từng có công nên ta không lấy mạng ngươi, nhưng tâm cảnh của ngươi đã không còn như cũ, ta cũng không thể giữ ngươi ở lại đây nữa. Bắt đầu từ bây giờ ngươi lập tức rời khỏi thần quốc, vĩnh viễn không được quay lại, nếu như sau khi rời khỏi đây ngươi có hài lòng, chắc chắn sẽ có ngày ta tiêu diệt ngươi. Nghe thấy vậy, Hàn Kỳ lập tức co quắp, ông ta vội vàng nói, bệ hạ, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ nguyện lòng trung thành với Diệp thần chủ, tuyệt đối không dám có suy nghĩ hài lòng. Nhìn thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên khẽ cảm khái. Thực lực của Hàn Kỳ này ít nhất cũng là bán bộ chí cảnh, vậy mà người này lại tôn kính Võ An Ninh tới vậy. Hơn nữa, sự tôn kính ấy không phải giả vờ. Từ đó xê thể tưởng tượng ra năm xưa Võ An Ninh đã trở thành hình tượng thần thánh cỡ nào trong lòng người dân thần quốc. Võ An Ninh nhìn thoáng qua mấy người Hàn Kỳ, ánh mắt có phần phức tạp, những người này đều từng vào sinh ra tử với nàng cả. Im lặng một thoáng, Võ An Ninh liền nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, muốn giữ lại cũng được, nhưng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Hàn Kỳ vội vàng cung kính hành lễ với Diệp Huyên, không dám hài lòng. Diệp Huyên nhìn Võ An Ninh, ông ta đáng tin chứ? Võ An Ninh gật đầu, đều là những người từng theo ta vào sinh ra tử. Hơn nữa, với thực lực của ngươi thì trong thần quốc này, ngoài cô nhóc trước kia, không một ai đủ khả năng tổn thương ngươi được. Dứt lời, nàng liền nhìn Hàn Kỳ, với thực lực của hắn, dù có 10 người như ngươi hợp sức lại cũng không phải đối thủ. Đừng làm chuyện ngốc nghếch, nếu không ngươi sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai đâu, ngươi hiểu chứ? Hàn Kỳ cung kính hành lễ, thuộc hạ hiểu rồi ạ. Võ An Ninh gật đầu, nàng nhìn lướt bốn phía, ánh mắt có phần phức tạp, cuối cùng lại nhìn Diệp Huyên, bảo vệ tốt vũ trụ này. Dứt lời, thân thể nàng cũng mở dần. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ một gối, cung tiễn võ thần chủ. Võ An Ninh hoàn toàn biến mất. Giữa sân, Hàn Kỳ đi tới trước mặt Diệp Huyên, quỳ một chân xuống, tham kiến thần chủ. Những binh lính Chu Đạo Quân phía sau hắn cũng vội vàng quỳ xuống theo. Trung thành. Hiện giờ bọn họ không dám có hài lòng. Thứ nhất, thực lực của Diệp Huyên còn nguyên đó. Thứ hai là Diệp Huyên đã được chính Võ An Ninh thừa nhận. Có thể nói rằng hiện giờ không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ quyền lực của Diệp Huyên nữa. Diệp Huyên nhìn Hàn Kỳ, Chu Đạo Quân có tổng cộng bao nhiêu người? Hàn Kỳ trầm giọng nói, 26 người. Đa số đều là thần cảnh. Chiến lực siêu nhiên. Diệp Huyên gật đầu, để tất cả bọn họ vào thần quốc. Hàn Kỳ gật đầu, đỉnh cao. Cách thánh cảnh chỉ thiếu đúng nửa bước. Đế cảnh không còn xa nữa. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi. Thượng Quan Tiên Nhi nói khẽ, chúng thần đã hợp nhất thế lực của vũ trụ hảo hán kia, chỉ tính riêng vũ trụ hảo hán, chúng thần đã tập trung được 39 cường giả đế cảnh. Lại thêm số lượng cường giả đế cảnh của thần quốc chúng ta cũng không ít, nhưng mà cường giả thần cảnh lại vô cùng ít ỏi,
chúng ta chỉ có tổng cộng chưa tới 20 người, về phần cường giả chí cảnh, không có một ai hết. Cường giả chí cảnh ư? Diệp Huyên trầm mặc. Bất kể là vũ trụ hạo hãn hay vũ trụ hỗn độn, không nơi nào có cường giả chí cảnh. Có thể nói rằng khi đối đầu với đại thế giới huyền hoàng, phía vũ trụ hỗn độn chắc chắn sẽ chịu thiệt. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Thượng quan Tiên Nhi hơi hành lễ, sau đó nói, thần quốc ta có một vài trận pháp siêu cấp, chúng thần đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng đều có thể khởi động. Diệp Huyên gật đầu, lòng dân sao rồi? Thượng quan Tiên Nhi đáo, đoàn kết, từ trước tới nay thần quốc vẫn luôn đoàn kết, không có người nào đào tẩu hoặc gây náo loạn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cũng không cần sử dụng âm mưu mà hãy nói với bọn họ tất cả mọi chuyện, bởi vì trước mặt chúng ta hiện giờ chỉ có đúng một con đường, không còn bất cứ con đường nào khác để đi. Chúng ta chỉ có thể tử chiến. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đã rõ. Những chuyện này thần và Khương cô nương sẽ giải quyết thật tốt. Diệp Huyên nói, còn nữa, để người của thần Võ Thành cũng tới đây. Thượng quan Tiên Nhi nói, hôm qua An cô nương đã dẫn theo đệ tử Võ Viện và Kiếm Tông vào Trật Tự Thành rồi, hiện giờ bọn họ đang ở trong thành, chờ lệnh của bệ hạ bất cứ lúc nào. Diệp Huyên đang muốn nói gì nữa thì tông chủ của Thiên Cơ Tông bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ông ta nhìn Diệp Huyên, bọn chúng tới rồi. Bọn chúng tới rồi. Bọn chúng tới rồi. Tất nhiên Diệp Huyên biết rõ bọn chúng là ai. Người của đại thế giới huyền hoàng đã tới rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta qua đó một chuyến, các ngươi nhớ dặn người của chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Thượng quan Tiên Nhi vội nói, không thể. Dứt lời, nàng đứng chắn ngay trước Diệp Huyên, người không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Thượng quan Tiên Nhi còn muốn nói gì đó thì một giọng nói khác đã truyền từ ngoài vào, để hắn đi đi. Thượng quan Tiên Nhi quay người nhìn lại, người đang nói chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Thượng quan Tiên Nhi, cười nói, hắn mà đánh không lại, chắc chắn sẽ chạy. Sẽ chạy. Diệp Huyên cười ha ha, hắn đang muốn rời đi thì Khương Cửu bỗng nhiên cất tiếng, chúng ta chờ ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ừ, chờ ta. Dứt lời. Hắn đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng lên trời, trong chớp mắt đã biến mất ở tít phía xa. Thượng quan Tiên Nhi vẫn còn cảm thấy lo lắng. Nhưng Khương Cửu lại đột nhiên cười bảo, đừng lo, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì muội muội hắn vẫn đang ở đây. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Khương Cửu, muội muội. Khương Cửu khẽ gật đầu, nói khẽ tên cuồng em gái. Muội muội, cả Khương quốc. Gần như không ai không biết Diệp Huyên bảo vệ muội muội của mình đến mức độ nào. Động tới hắn thì chưa chắc đã sao, còn nếu dám động tới Diệp Liên, chắc chắn phải chết. Mà Diệp Liên lại đang ở đây, điều này liền chứng minh rằng chắc chắn hắn sẽ quay lại. Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, lần này liệu chúng ta có thể vượt qua được không? Khương Cửu thoáng im lặng. Đại thế giới huyền hoàng. Đại thế giới siêu mạnh ở vũ trụ tứ duy này, bất kể là cường giả hay văn minh võ đạo, cũng đều vượt xa vũ trụ hỗn độn. Liệu vũ trụ hỗn độn có thể qua ải được không? Không ai nói trước được. Diệp Huyên tiến vào trong tinh không mịt mờ, hắn ngự kiếm bay đi với tốc độ cực hạn. Bắc cảnh đã tới. Mà hắn thì đang muốn nhìn xem bắc cảnh có bao nhiêu kẻ tới đây, và bọn chúng mạnh đến mức nào. Trước kia bên cạnh hắn chỉ có mỗi muội muội. Nhưng bây giờ hắn lại gánh nhiều trách nhiệm hơn thế. Thần Võ Thành, Kiếm Tông, Thần Quốc. Kiếm của kiếm tu một khi có điều trói buộc thì sẽ giảm tốc độ. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, trách nhiệm không phải điều trói buộc. Nếu một người còn chẳng gánh nổi trách nhiệm của mình thì còn được coi là đàn ông ư. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó lại càng tăng tốc. Ước chừng hai canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa chính là cứ điểm không gian đầu tiên của đại thế giới huyền hoàng mà hắn và tiểu thất từng đến. Ở đó đang có một chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng, chiếc chiến hạm kia còn lớn hơn chiến hạm đế tinh của hắn mấy lần lận. Cả chiếc chiến hạm chiếm đến hơn nửa tinh không. Mà bên trên chiếc chiến hạm kia đang có một hàng binh sĩ mặc áo giáp màu bạc, trong tay cầm trường thương, số lượng lên mấy vạn. Đám binh lính kia xếp thành hàng dãy chỉnh tề. Mang đến cho người khác cảm giác không thể chống chọi nổi. Sư đoàn thiện chiến thực thụ. Thấy cảnh này,
Diệp Huyên liền biết, Bắc Cảnh lần này đã quyết tâm chơi lớn. Yên lặng trong thoáng chốc, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng trước chiếc chiến hạm, mà ở nơi hắn vừa xuất hiện, gần trăm luồng khí tức đột nhiên khóa chặt lấy hắn. Diệp Huyên cười ha hả, tại hạ là thần chủ thần quốc Diệp Huyên, nghe đồn Bắc Cảnh có rất nhiều người tài đến mức yêu nghiệt, hôm nay đặc biệt tới để khiêu chiến, không biết có ai ra đây đánh một trận không? Lời nói vừa dứt, một gã đàn ông mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Gã đàn ông liếc mắt đánh giá Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn gã ta, người từng nghe tên ta rồi à? Gã đàn ông áo trắng mặt không cảm xúc, nghe nói người cự tuyệt lời chiêu hàng của Bắc Cảnh chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Gã đàn ông cười khẽ, người đúng là có gan lớn đấy, nhưng lại rất ngu xuẩn. Ngươi! Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang, người đại diện cho Bắc Cảnh xuất chiến à? Gã áo trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Gã áo trắng biến sắc, trong tay gã đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, ngay sau đó, gã liền đâm về phía trước. Thế thương nhanh như chớp. Diệp Huyên chém xuống một nhát, thanh trường thương trong tay gã áo trắng đã bị vỡ nứt, nhìn thấy cảnh tượng này, gã ta liền biến sắc, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn. Một chiếc phi kiếm trực tiếp xuất hiện trước mặt gã áo trắng, trong lúc hoảng hốt, gã ta vội vàng nghiêng người tránh né nhưng rốt cuộc vẫn chậm, cả cánh tay phải của gã ta đã bay thẳng ra ngoài. Sau khi người đàn ông áo trắng dừng lại bỗng chuyển sang nhìn Diệp Huyên, kiếm này của ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh phi kiếm đã xuyên thẳng qua giữa trán hắn ta. Xoẹt! Máu tươi bắn tung tóe. Hơi thở của người đàn ông áo trắng lập tức không còn, nhưng trong mắt hắn ta vẫn lộ rõ vẻ khó mà tin nổi. Hắn ta không ngờ mình lại chết nhanh tới vậy. Diệp Huyên vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, hắn nhìn về phía chiến hạm khổng lồ, phái kẻ nào lợi hại chút đi. Chiếc chiến hạm không có tiếng đáp lại. Diệp Huyên cười nói, không có ai sao. Lúc này, bên trên chiến hạm đột nhiên chiếu xuống một luồng ánh sáng trắng. Sau đó một cô gái áo trắng liền đáp xuống trước mặt Diệp Huyên. Cả người nàng ta mặc một bộ đồ trắng, dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp đường nét tinh tế, đúng là mỹ nữ hiếm gặp. Cô gái áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đang muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đột nhiên xông lên, hai tay cầm kiếm bỗng chém xuống. Thấy Diệp Huyên ra tay, sắc mặt cô gái kia đột nhiên biến đổi, nàng ta phất tay áo lên, một dải lụa cứ thế được nàng ta quất ra. Gần như muốn trói chặt Diệp Huyên chỉ trong chớp mắt. Diệp Huyên nhất thời sửng sốt, món đồ chơi gì vậy? Nhưng hắn không hề nghĩ nhiều mà lập tức giơ ngang thân kiếm lên chặn lại, giải lụa kia lập tức nát vụn thành nhiều mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp xung quanh, mà cô gái áo trắng vốn muốn thừa thắng xông lên liền bị nhát chém của Diệp Huyên ép phải lùi lại. Nàng ta vừa dừng bước, Diệp Huyên liền bất thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu nàng ta, ngay sau đó, một luồng ánh kiếm cũng được chém mạnh xuống. Xoẹt! Những không gian mà lưỡi kiếm xoẹt qua đều bị xé nứt, chẳng khác nào miếng bánh giòn. Đôi mắt cô gái áo trắng khẽ nheo lại, nhưng nàng ta bỗng đột nhiên giang hai tay, vô số dải dây giống vừa nãy liền bay vọt lên trời. Chúng muốn nhanh chóng trói chặt lấy Diệp Huyên, nhưng lại nhanh chóng bị kiếm thiên chu của Diệp Huyên chém đứt, còn cô gái áo trắng thì đã lùi về trên chiếc chiến hạm kia. Trốn thôi! Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ, lúc này trên người nàng ta đã có hơn 10 vết rạch rớm máu. Nàng ta nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, người có dám ném thanh kiếm kia xuống rồi đánh một trận công bằng với ta không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái áo trắng, cũng được thôi. Nhưng mà ngươi phải tự hạ cảnh giới xuống, chỉ có cảnh giới vô thượng bình thường giống ta, thấy sao? Nghe thấy vậy. Sắc mặt của cô gái áo trắng lập tức trở nên khó coi. Khóe miệng Diệp Huyên nở nụ cười châm chọc, hắn không rảnh để ý tới cô gái kia nữa, chỉ thu kiếm rồi nhìn về phía chiếc chiến hạm, có thể cử kẻ nào thông minh chút được không? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ chiếc chiến hạm, đúng là thằng nhãi lớn lối. Giọng nói kia vừa dứt, một người đàn ông trung niên cũng liền bay ra, cùng lúc đó, một thanh trường thương ở phía chân trời đâm về phía Diệp Huyên nhanh như chớp. Không gian của những nơi mũi thương kia lướt qua đều lập tức bốc cháy, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên đứng bên dưới chỉ khẽ mở lòng bàn tay, kiếm thiên chu trong tay hắn liền bay thẳng ra, một luồng ánh kiếm chợt lóe sáng. Xoẹt!
Ở không trung, thanh trường thương kia đã bị kiếm Thiên Chu chém thành hai nửa. Còn Diệp Huyên thì đột nhiên biến mất, ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở trước mặt người đàn ông trung niên, giây tiếp theo liền nện thẳng một quyền xuống. Táng quyền. Nắm đấm vừa được đánh ra, không gian mấy vạn trượng xung quanh lập tức rạn nứt. Ầm ầm. Người đàn ông trung niên kia thì trực tiếp bị nắm đấm của Diệp Huyên tiễn thẳng về chỗ chiếc chiến hạm. Lão ta vừa dừng bước, máu tươi trên khóe miệng liền phụt ra như suối, trông vô cùng dọa người. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyên trên đỉnh đầu mình, thực lực của kẻ này quả thật nằm ngoài dữ liệu của bọn chúng. Diệp Huyên nhìn xuống dưới, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, quá yếu. Bảo ai biết đánh tới đi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ rõ vẻ e dè, lúc này ông ta mới phát hiện thực lực của vị thần chủ thần quốc này không phải dạng vừa. Lão ta không tiếp tục ra tay nữa, bởi vì dù có đánh tiếp thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Nhất là trong tay Diệp Huyên còn có thanh kiếm kia, gần như trở thành vô địch rồi. Bởi vì lão ta tạm thời không có bảo vật gì có thể chế trụ được kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn phía dưới, sao? Không có ai à? Đúng lúc này, một ảo ảnh đàn ông mặc áo bào hoa lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người này để tóc dài xõa vai, trên người phát ra khí chất nho nhã. Nhìn thấy ảo ảnh này, tất cả mọi người trên chiến hạm đều đồng loạt quỳ gối tham kiến vương. Vương! Diệp Huyên khẽ nhắm mắt, chắc chắn người đàn ông mặc áo bào hoa lệ này chính là Bắc Cảnh Vương của đại thế giới huyền hoàng. Chính chủ cuối cùng cũng lộ diện rồi ư. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông mặc bào phục kia, lúc này ông ta cũng đang nhìn hắn. Tay phải của Diệp Huyên nắm chặt lấy kiếm Thiên Chu, im lặng không nói gì. Người đàn ông mặc bào phục kia đánh kia Diệp Huyên một lát, sau đó khẽ gật đầu, đúng là không tệ, khó trách lại khiến thuộc hạ của bổn vương hao tổn nhiều lần tới vậy. Dứt lời, ông ta liền nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Huyên, khẽ nói, vũ trụ hỗn độn quả thật linh khí dồi dào. Diệp Huyên nhìn người đàn ông mặc bào phục, không phải bản thể của ngươi. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi muốn giết ta. Tay phải của Diệp Huyên nắm chặt lấy kiếm Thiên Chu, không nói gì. Bắc Cảnh Vương đột nhiên lắc đầu cười, đúng là ngây thơ. Dứt lời, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, ta biết ngươi có át chủ bài, nhưng có lẽ ngươi không biết sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Có thể thành tựu trong tương lai của ngươi không hề thua kém bổn vương, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải đối thủ, ngươi có tin không? Diệp Huyên cười nói, ta chỉ biết mọi chuyện đều phải liều mạng, đến vua cũng phải thua thằng liều mà. Ha ha! Bắc Cảnh Vương đột nhiên cười nói, vua thua thằng liều. Ngươi đúng là quá ngây thơ. Diệp Huyên, bổn vương hỏi ngươi, dù liều mạng, sao vũ trụ hỗn độn của ngươi có thể địch lại Bắc Cảnh chúng ta chứ? Diệp Huyên cười, liều cũng chết, mà không liều cũng chết, vậy vì sao lại không liều? Ngươi thử nói xem. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyên, bổn vương đã từng cho ngươi cơ hội chọn sống, nhưng đáng tiếc ngươi lại từ bỏ. Diệp Huyên phủi bụi trước ngực mình, ta thả chết đứng chứng không sống quỷ. Bắc Cảnh Vương khẽ gật đầu, có ngạo cốt của kiếm tu đấy. Không tồi. Dứt lời, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, ngươi yên tâm. Chờ chúng ta giải quyết xong người phía sau ngươi, thì ngươi sẽ được chết đứng đúng như ý nguyện. Diệp Huyên nhắm hai mắt, người phía sau ta. Bắc Cảnh Vương cười nói, không phải là cô gái váy trắng kia sao? Diệp Huyên sầm mặt, các ngươi muốn nhằm vào nàng ấy. Bắc Cảnh Vương khẽ nói, nàng ta không chết, lòng ta khó yên. Diệp Huyên đột nhiên gằn giọng, ai làm người nấy chịu, ngươi có bản lĩnh thì tới tìm ta đây này, tìm nàng ấy làm gì? Việc này không hề liên quan gì tới nàng ấy, các ngươi đừng hòng nhằm vào nàng. Muốn thì cứ nhằm vào ta đây. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyên, thực ra, ngươi rất hy vọng chúng ta đi tìm nàng ấy, có đúng không? Vẻ mặt Diệp Huyên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ngươi đoán thử. Bắc Cảnh Vương cười nói, xem ra, ngươi rất tin tưởng thực lực đối phương, đáng tiếc, ngươi lại xem nhẹ bản vương và Bắc Cảnh. Diệp Huyên lắc đầu, ta không hề xem nhẹ các ngươi, thật. Ta cũng biết, các ngươi so với ta tưởng tượng thì còn mạnh hơn rất rất nhiều. Chẳng qua. Nói đến đây, hắn nhìn Bắc Cảnh Vương, chuyện ta không hiểu là tại sao các ngươi phải nhằm vào nàng ta. Mục tiêu của các ngươi không phải chí bảo ngũ duy kia và vũ trụ hỗn độn sao?
Đây là chỗ mà hắn không hiểu được. Tại sao phải nhắm vào cô gái váy trắng? Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyên, người còn không hiểu sao? Bản thân ngươi vốn không hề mang lại sự uy hiếp nào cho chúng ta cả, người sau lưng ngươi mới nguy hiểm, có hiểu chưa? Diệp Huyên trầm giọng, ta không có sức uy hiếp, khinh thường người ta vậy sao? Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyên, sức uy hiếp của ngươi là tương lai, còn sức uy hiếp của cô gái sau lưng ngươi kia chính là hiện tại. Diệp Huyên nhìn Bắc Cảnh Vương, các ngươi biết thực lực của nàng ấy sao? Bắc Cảnh Vương nói, ngươi biết thực lực của chúng ta không? Diệp Huyên im lặng một lúc, sau lại nói, chúc các ngươi may mắn. Nói rồi hắn quay người rời đi. Đột nhiên Bắc Cảnh Vương lên tiếng, Diệp Huyên, ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của đại thế giới huyền hoàng, không bao lâu nữa, ngươi sẽ phát hiện sự chống đối bây giờ của ngươi lại ngây thơ và nực cười đến thế nào. Diệp Huyên dừng bước, nhẹ giọng nói, các ngươi cố lên. Nói xong, hắn biến mất nơi xa chân trời. Sau lưng Diệp Huyên, Bắc Cảnh Vương khẽ nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ mọi người đến tinh không vũ trụ hỗn độn tập hợp. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Rất nhanh chóng, chiếc tàu lớn bắt đầu tiến về phía trước, mục tiêu là vũ trụ hỗn độn. Ở cuối tinh không xa xôi, Diệp Huyên dừng lại, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, A Việt cô nương, thực lực người vừa nãy thế nào? Một lúc sau, A Việt nói, người không thể chống lại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, so với cô gái váy trắng kia thì sao? A Việt trầm mặc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thế nào, so với cô gái váy trắng còn mạnh hơn sao? Đột nhiên A Việt nói, tại sao ngươi phải so sánh ông ta với cô gái áo trắng? Bọn họ có thể so sánh sao? Cô gái váy trắng kia đã là vô địch rồi có biết không? Vô địch? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, cái này, vô địch. A Việt lạnh giọng nói, có lẽ nàng ta không phải người đứng đầu, nhưng ít nhất trong tứ duy thì chắc chắn không ai có thể đánh bại nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, mạnh như vậy sao? A Việt lạnh giọng, nàng ta không phải mạnh, nàng ta là vô địch, mạnh đến khó tin. Diệp Huyên. A Việt lại nói, bọn họ muốn đi tìm nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, ý của Bắc Cảnh Vương này là sự uy hiếp của nàng ta rất lớn, vì vậy muốn giải quyết nàng ta trước. Sau đó lại giải quyết ta. A Việt im lặng một lúc, sau đó nói, người của vũ trụ tứ duy đều ngu xuẩn như vậy sao? Diệp Huyên. A Việt lại nói, còn sống không tốt sao? Cứ phải muốn đi tìm nàng ta làm gì? Cảm xúc cô gái đó vốn luôn bất định, một khi mà làm không tốt thì e là đại thế giới huyền hoàng bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất. Ta lại không hiểu, bọn họ cứ đến giải quyết ngươi chẳng phải là được rồi sao? Bây giờ ngươi yếu như vậy. Bọn họ giải quyết ngươi thì hơn 50% là ngươi chẳng thể chống lạ lai được. Thế mà bọn họ lại cứ một mực phải tìm cô gái kia, nói cái gì mà diệt trừ hậu họa. Bọn họ là thay ngươi diệt trừ hậu họa ấy. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, A Việt cô nương, ta cũng không phải quá yếu, cảm ơn. A Việt lạnh giọng đáp, ngươi đánh được người vừa nãy không? Diệp Huyên trầm mặc, công bằng mà nói thì hắn đúng là đánh không lại. Đột nhiên A Việt nói, nâng cao thực lực đi, ngươi bây giờ so với cao thủ đỉnh cao nhất của vũ trụ tứ duy này vẫn còn khoảng cách không hề nhỏ. Đúng lúc, bọn họ muốn đi tìm cô gái váy trắng kia, đây chính là cơ hội của ngươi. Diệp Huyên thấp giọng nói, A Việt cô nương, bây giờ ta nên nâng cao một chút, thế nào? A Việt im lặng một lúc, sau đó nói, đạo tắc mộng. Đạo tắc mộng. Diệp Huyên vui mừng trong lòng, A Việt cô nương. Rốt cuộc đạo tắc mộng này phải vận dụng thế nào thì mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Đạo tắc mộng có thể nói là đạo tắc kỳ lạ nhất trong số những đạo tắc mà hắn đang sở hữu hiện tại, đáng tiếc là hắn vẫn không thể phát huy được toàn bộ uy lực. A Việt nói, nếu như ngươi muốn dùng nó tốt thì bắt buộc phải đi vào trong mơ. Đi vào trong mơ. Diệp Huyên thấp giọng, là đi vào trong giấc mơ của ta hay là vào trong giấc mơ của người khác? A Việt nói, trong giấc mơ của ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, A Việt cô nương, ta đi vào trong mộng của ta có tác dụng gì sao? A Việt nói, tìm một chỗ nào đó, nghe theo chỉ thị ta. Diệp Huyên gật đầu, sau đó biến mất khỏi chỗ đó. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên quay lại tinh không vũ trụ hỗn độn, hắn tìm đến một nơi yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, A Việt cô nương, cô nói đi. A Việt nói, kích hoạt nó.
Nghe vậy, Diệp Huyên liền kích hoạt đạo tắc mộng, rất nhanh sau đó, đạo tắc mộng đã xuất hiện giữa lông mày hắn. A Việt nói, tiểu mộng, đưa hắn đi vào cảnh trong mơ. Vừa dứt lời, đột nhiên đạo tắc mộng rung lên, ngay sau đó một luồng sáng trắng lập tức bao trùm lấy Diệp Huyên. Cả cơ thể Diệp Huyên cứng ngắc, ngay sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là một vùng thế giới trắng xóa, Diệp Huyên đứng ở một nơi trên mặt sông, hắn ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, A Việt cô nương, đây là cảnh mộng sao? A Việt lạnh giọng đáp, lúc ngươi ở trong mộng thì biết được bản thân mình đang nằm mơ sao? Diệp Huyên trầm mặc. A Việt lại nói, đây là thế giới trong mộng của nó, mà nó có thể dễ dàng đi vào thế giới trong mộng của người khác, cũng có nghĩa là ngươi có thể đi vào trong mộng của người khác. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta đi vào trong mộng của người khác, sau đó thì sao? A Việt nói, sau đó thì giết người. Diệp Huyên hỏi, giết người ở trong mộng, có tác dụng sao? A Việt nói, nếu không có tác dụng thì nó cũng không được chủ nhân giữ lại trong tháp này rồi. Chỗ đáng sợ nhất của nó chính là có thể khiến người âm thầm lặng lẽ đi vào trong mộng của người khác, một khi đã đi vào thì người có thể giết chết đối phương ở ngay trong giấc mơ của đối phương. Diệp Huyên trầm giọng nói, giết chết đối phương ở trong giấc mơ của đối phương với giết chết đối phương trong hiện thực thì có gì khác nhau sao? A Việt nói, khác biệt rất lớn, bởi vì kẻ đó đang nằm mơ mà ngươi thì lại tỉnh, đây chính là khác biệt. Hơn nữa, khi ở trong mộng, thực lực của đối phương rất lộn xộn, có thể sẽ mang thân phận khác, thậm chí là một đứa trẻ, thực lực của đối phương là căn cứ để xác định thân phận của đối phương ở trong mộng, mà thực lực của ngươi lại là thực lực thật sự ngoài thực tế của ngươi. Vì vậy, ở trong mộng của đối phương ngươi sẽ có lợi thế rất lớn. Diệp Huyên thấp giọng nói, có khuyết điểm gì hay không? A Việt nói, có, muốn cưỡng ép đi vào trong mộng của người khác thì cần phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Với thần hồn của ngươi hiện tại thì một ngày, ngươi chỉ có thể vào trong mộng nhiều nhất là một lần. Hơn nữa cho dù là đi vào một lần thì cũng khiến ngươi phải tiêu hao khá nhiều, vì vậy đối với một cao thủ bình thường thì đừng dùng đến đạo tắc mộng. Diệp Huyên nói, A Việt cô nương, với kiểu có thần hồn vô cùng mạnh có phải là có thể chống lại được đạo tắc mộng không? A Việt nói, đúng vậy, kiểu vô cùng mạnh đó, giống như Bắc Cảnh Vương gì đó ngươi vừa mới gặp lúc nãy. Với thần hồn hiện tại của người thì không cách nào đi vào được cảnh trong mơ của đối phương, mà cho dù có vào được, người cũng chưa chắc có thể giết được đối phương, bởi vì thực lực của ngươi và đối phương cách biệt rất lớn. Diệp Huyên trầm giọng, A Việt cô nương, ta với đối phương rốt cuộc là chênh lệch đến mức nào? A Việt nói, nếu như không có nhất kiếm vô lượng và tháp này, thì ngay cả phân thân của đối phương ngươi cũng đánh không được. Đương nhiên, nếu là có nhất kiếm vô lượng, người vẫn có thể đánh một trận với đối phương, dù sao thì kiếm kỹ này của ngươi là cảnh giới vô thị. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyên khẽ nói, A Việt cô nương, cô biết tầng thứ 8 giam giữ cái gì không? A Việt trầm mặc. Diệp Huyên hỏi, không thể nói sao? A Việt lên tiếng, ta không biết nơi đó giam giữ cái gì, nhưng cái tháp nát này có lẽ là biết. Lúc này, tháp giới ngục lại rung lên. Diệp Huyên vội hỏi, Tiểu Linh Nhi. Nó nói gì? Tiểu Linh Nhi nói, nó nói, đưa chúng ta đi ngũ duy trồng linh quả. Tháp giới ngục. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, tiểu nha đầu, người đủ rồi đấy. Bên trong tháp giới ngũ, Tiểu Linh Nhi khẽ chớp mắt, sau đó nói, nó nói, tầng thứ 8 không hề lợi hại chút nào, thật đó. Tháp giới ngục. Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi lại nói, chúng ta đi đánh tầng thứ 8 đi, ta có hai thanh kiếm, ta có thể. Diệp Huyên trầm giọng, tiểu nha đầu, người đừng có làm loạn. Hắn biết, Tiểu Linh Nhi cầm kiếm đỉnh tháp thì có chút kinh khủng, kiếm đó chém xuống thì rất có khả năng sẽ phá vỡ phong ấn tầng thứ 8, mà một khi phá vỡ phong ấn tầng thứ 8 chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Hắn không hề cảm thấy các tầng khác nói chuyện thân thiện như ma chủ tầng thứ 6 đâu. Bên trong tháp, Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó không nói gì. Diệp Huyên đang định nói thì đột nhiên A Việt dùng huyền khí truyền âm cho hắn, suy nghĩ của nha đầu này có phần nguy hiểm, gần đây nhóc con này thường đi dạo trước cửa tầng thứ 8, ta cảm thấy, có khả năng là nhóc con này đang suy tính chuyện lớn gì đó, tốt nhất ngươi nên chú ý, nếu không ngày nào đó có khả năng ngươi lại phải nếm mùi đau khổ thôi. Diệp Huyên cười khổ, nhóc con này này. A Việt lại nói, hơn nữa, nhóc con này bây giờ rất nguy hiểm,
chỉ số nguy hiểm của không hề thấp hơn tầng thứ 8. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? A Việt lại nói, bởi vì có hai hộp đó, không hề đơn giản, nếu có ngày nào đó, người bị ép đến đường cùng thì bảo nhóc này ôm hộp ra, có thể sẽ trợ giúp cho ngươi rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, đúng là vậy. Hắn không hề quên, lúc ban đầu Tiểu Linh Nhi thả cái tên màu trắng kia ra, lúc đó thiên đạo bị đe dọa thì cứ bảo không muốn không muốn. Một lúc sau, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện đạo tắc mộng. Mà ở chân trời tinh không nơi xa, một người đàn ông mặc áo choàng hoa lặng lẽ đứng đó. Người này chính là Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nhìn phía trước mặt không xa, nơi đó có một tòa cổ thành lơ lửng. Bắc Cảnh Vương đứng một lúc, sau đó khẽ nói, để thần sách tông điều tra tung tích cô gái váy trắng kia. Nói xong, ông ta đi về phía cổ thành. Thần sách tông. Thần sách tông là một tông môn nhỏ khá thần bí của Bắc Cảnh. Tông môn này chỉ do một mình Bắc Cảnh Vương quản lý, có thể nói đây là cơ quan tình báo của Bắc Cảnh. Mà tông môn này lại vô cùng có tiếng ở cả đại thế giới huyền hoàng này. Ở Bắc Cảnh có lưu truyền một câu nói, không có chuyện mà Bắc Cảnh Vương không biết. Ngay sau khi Bắc Cảnh Vương truyền xuống mệnh lệnh thì cả thần sách tông lập tức bề bộn công việc. Ở núi sau thần sách tông có một tế đàn rất lớn, tế đàn dài rộng gần trăm trượng, thật ra được vẽ đủ các loại phù chú màu đen. Cùng lúc đó ở chính giữa tế đàn đó có một bức tranh lơ lửng. Bức tranh cô gái váy trắng. Mà lúc này, xung quanh tế đàn này có bốn người áo choàng đen cùng với một ông lão đứng vây quanh. Ông lão này chính là tông chủ Thương Cổ của thần sách tông. Thương Cổ khép hờ hai mắt như thể đang chờ đợi gì đó. Cứ như vậy, khoảng một canh giờ sau, mặt trời đã treo cao ở chính giữa bầu trời, Thương Cổ bỗng mở bừng mắt, tế máu. Vừa dứt lời, phía trên tế đàn rộng lớn đó chợt xuất hiện rất nhiều máu tươi. Mà ở xung quanh, những ký hiệu phù chú trên tế đàn kia đột nhiên chuyển động. Thương Cổ bắt đầu lẩm nhẩm gì đó trong miệng, toàn bộ tế đàn đều rung chuyển. Qua một lúc lâu, đột nhiên Thương Cổ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, đuổi theo. Ông ta vừa nói xong thì tế đàn rung động kịch liệt, một nhóm hồng mang đột nhiên bao phủ lấy bức tranh cô gái váy trắng. Không gian xung quanh bắt đầu siêu vẹo từng hồi. Lúc này, Bắc Cảnh Vương đã đi vào trong tòa thành cổ. Bên trong trống rỗng, vô cùng hoang vu. Bắc Cảnh Vương đi đến trung tâm tòa thành. Ở trước phủ thành chủ đó có một người đàn ông đang nằm. Người đàn ông bẩn thỉu nhơ nhuốc, trang phục trên người tối đen đến mức không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa trên người còn tản ra một mùi tanh hôi. Trước khi Bắc Cảnh Vương đến, người này chính là người duy nhất còn sống trong tòa thành này. Bắc Cảnh Vương đi đến trước mặt người đàn ông, khẽ nói, dạ vương, không hoan nghênh bạn cũ sao? Người đàn ông không trả lời. Bắc Cảnh Vương mở lòng bàn tay, một viên chân châu màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, bên trong viên chân châu đỏ đó có một cô gái đang nằm. Đúng lúc này, người đàn ông đang nằm dưới đất xa xa đột nhiên bật dậy. Ông ta nhìn chằm chằm viên chân châu trong tay Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nói, linh hồn của nàng ta đã được ta lệnh người khác thu vào linh hồn châu, bây giờ vẫn còn đang dưỡng hồn, nếu có thêm một bảo vật thần hồn đến trấn hồn, muốn sống lại không phải là chuyện khó khăn gì. Người đàn ông nhìn Bắc Cảnh Vương, ánh mắt người này đầy sát ý. Bắc Cảnh Vương cười nói, ngươi có thể giết bản vương sao? Người đàn ông khẽ nhắm hai mắt lại, muốn ta làm gì? Bắc Cảnh Vương nói, giết một người. Người đàn ông nhìn Bắc Cảnh Vương, ngươi không giết được, ta cũng giết không được. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, ngươi chỉ là một trong số đó. Dạ vương khẽ nhíu mày, ngươi muốn giết người nào? Bắc Cảnh Vương nhẹ giọng nói, một kiếm tu. Kiếm tu. Dạ vương vươn tay ra, Bắc Cảnh Vương lại lắc đầu, sau khi giết xong thì linh hồn nàng ta sẽ quay về với ngươi. Dạ vương nhìn Bắc Cảnh Vương. Vẻ mặt có phần hung tợn, đưa cho ta, ta thay ngươi giết người. Dạ vương ta có bao giờ nuốt lời chưa? Bắc Phương ngẫm nghĩ sau đó ngón tay khẽ điểm, viên chân châu đỏ đó bay đến trước mặt dạ vương. Dạ vương cầm viên chân châu đỏ trong tay, cả người đều run rẩy. Bắc Cảnh Vương nói, ở vũ trụ hỗn độn, có một người tên Diệp Huyên, trên người hắn có một bảo vật có thể trấn hồn, thế nhưng ngươi bây giờ không thể động vào hắn, ta cần dẫn dụ kiếm tu kia ra. Dạ vương không trả lời Bắc Cảnh Đạo, cứ ngây ngốc như vậy nhìn cô gái trong viên chân châu.
Bắc Cảnh Vương cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Sai khi Bắc Cảnh Vương rời đi, Dạ Vương co ro ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, A Ngọc, xin lỗi, xin lỗi. Ở ngoài thành, Bắc Cảnh Vương khẽ lắc đầu, người giàu tình cảm là đáng thương nhất. Lúc này, một thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh Bắc Cảnh Vương, thiếu nữ ước chừng 11-12 tuổi, vẻ ngoài giống ông ta đến 7-8 phần. Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn bên trong thành, phụ thân, Dạ Vương này là người nào? Bắc Cảnh Vương cười nói, một người đã từng nổi danh như ta. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, ông ta có tư cách gì mà có thể nổi danh như phụ thân? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, A Chân, chớ có xem thường người trong thiên hạ. Nói rồi ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh không, vũ trụ rộng lớn, có đến bao nhiêu kỳ tài dị sĩ. Cho dù là ta thì ở vũ trụ tứ duy này, cũng không được xem là đỉnh cao nhất, con có hiểu không? A Chân khẽ gật đầu, đã hiểu. Bắc Cảnh Vương cười nói, thiên phú của con không tệ, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất đối với ta chính là cả đời này, con sống dưới sự che chở của ta quá an bình, trên người không có sát khí và tàn nhẫn như Diệp Huyên. Diệp Huyên, A Chân nhíu mày, chính là Diệp Huyên kia của vũ trụ hỗn độn. Bắc Cảnh Vương gật đầu, một kẻ có thiên phú không hề tệ, không đúng, thiên phú của hắn chỉ là thứ yếu. Tâm tính của hắn mới là thứ mà phụ thân coi trọng nhất. Người này từ thế giới nhỏ đi một đường cho đến bây giờ, không hề đơn giản. A Chân trầm giọng, nhưng hắn lại không biết điều. Phụ thân muốn nhận hắn làm nghĩa tử mà hắn lại dám từ chối. Bắc Cảnh Vương cười nói, cũng chính vì như vậy, vi phụ mới càng thêm tán thưởng hắn. A Chân nhìn Bắc Cảnh Vương, không hiểu tại sao. Bắc Cảnh Vương nhẹ giọng nói, cứng cỏi. Thứ này, bây giờ càng lúc càng nhiều người không coi trọng nữa rồi. A Chân do dự chốc lát, sau lại nói, mặc dù phụ thân tán thưởng hắn nhưng vẫn sẽ giết hắn, có đúng không? Bắc Cảnh Vương gật đầu, đúng vậy. A Chân lại hỏi, tại sao? Bắc Cảnh Vương cười nói, chúng ta là kẻ thù bởi vì có lập trường không giống nhau, hắn muốn bảo vệ vũ trụ hỗn độn, mà ta muốn Bắc Cảnh càng ngày càng tốt, ta không sai, hắn cũng không sai, con hiểu không? A Chân lắc đầu, không hiểu lắm. Bắc Cảnh Vương cười nói, vậy con cứ nhớ một điều, hắn là kẻ thù của chúng ta là được. Nói xong, ông ta kéo tay A Chân, đi, đi gặp một lão già đã rất lâu rồi không xuất thế, ông ấy cũng là một kiếm tu. Rất nhanh sau đó, hai người đã biến mất nơi chân trời tinh không xa xôi. Một canh giờ sau, Bắc Cảnh Vương dẫn theo A Chân đến trước một khi rừng rậm. Vừa đến trước khu rừng thì một thanh kiếm hư ảo chợt xuất hiện trước mặt Bắc Cảnh Vương và A Chân. Bắc Cảnh Vương cười nói, lão già, chào đón ta bằng phương thức như thế sao? Lúc này, một ông lão xuất hiện ở trước mặt Bắc Cảnh Vương. Ông lão mặc áo choàng trắng, cả đầu đã bạc trắng, trong tay cầm một thanh kiếm. Bắc Cảnh Vương khẽ nói, đã lâu không gặp. Ông lão nhìn A Chân bên cạnh Bắc Cảnh Vương, con gái ngươi. Bắc Cảnh Vương gật đầu sau đó nhìn A Chân, gọi là Lâm Gia Gia. A Chân vội kính cẩn hành lễ, Lâm Gia Gia. Ông lão khẽ điểm ngón tay, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt A Chân, kiếm rất nhỏ nhưng cả thân kiếm có màu xanh lam trong suốt, rất đẹp mắt. Vẻ mặt A Chân không hề che giấu vẻ vui thích. Bắc Cảnh Vương cười lớn, còn không mau cảm ơn Lâm Gia Gia. A Chân vội nói, cảm ơn Lâm Gia Gia. Bắc Cảnh Vương khẽ xoa đầu A Chân, mau đi chơi đi. A Chân rất hiểu chuyện, lập tức lui xuống. Bắc Cảnh Vương và ông lão đi vào sâu bên trong rừng trúc, trên đường đi ông lão nói, nghe nói chuyện bên vũ trụ hỗn độn không dễ giải quyết. Bắc Cảnh Vương gật đầu, có một kiếm tu, thực lực, sâu không lường được. Ông lão khẽ nhíu mày, sâu không lường được. Bắc Cảnh Vương cười nó, tạm thời là sâu không lường được. Ông lão hỏi, mạnh đến mức nào? Bắc Cảnh Vương nhẹ giọng nói, nàng ta ở khoảng cách xa cả vô số tinh vực mà có thể điều khiển một thanh kiếm giết chết đại nguyên soái của ta, ông nói xem. Nghe vậy, ông lão cau mày, bản thể của nàng ta không xuất hiện. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, chưa từng xuất hiện. Ông lão trầm mặc. Bắc Cảnh Vương cười nói, muốn mời ông giúp ta một tay. Ông lão khẽ nói, e là đối phương không dễ chọc vào. Bắc Cảnh Vương gật đầu, không phải nhân vật đơn giản, nhưng bản vương nhất định phải đoạt lấy vũ trụ hỗn độn này, mà vật trên người Diệp Huyên kia, ta cũng phải lấy được.
Ông lão trầm giọng nói, tại sao không trực tiếp nhằm vào Diệp Huyên? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, sự trả thù trong thầm lặng của một kiếm tu siêu cấp, Bắc Cảnh ta không chịu nổi đâu. Vì vậy nhất định phải giải quyết nàng ta trước, còn về Diệp Huyên kia, bây giờ hắn chưa đáng để ta lo lắng. Ông lão gật đầu. Nếu kiếm tu siêu cấp kia không tiếc trả giá mọi để trả thù Bắc Cảnh thì Bắc Cảnh chắc chắn sẽ rất khốn đốn. Mà nếu đối phương không chết trận, đánh rồi lại chạy, chạy rồi lại đến đánh thì thậm chí có khả năng sẽ kéo Bắc Cảnh sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Bắc Cảnh Vương tạm thời không nhằm vào Diệp Huyên, bởi vì một khi Diệp Huyên chết thì đối phương sẽ không còn gì cần kiêng dè. Mà bây giờ, Diệp Huyên còn sống, Bắc Cảnh có thể lợi dụng hắn để kiềm chế kiếm tu váy trắng kia, khiến đối phương phải e ngại ném chuột sợ vỡ bình. Ông lão nhìn Bắc Cảnh Vương, đi thôi. Bắc Cảnh Vương cười nói, như vậy đã đồng ý rồi. Ông lão khẽ nói, kiếm đạo ta đã đến giai đoạn đình trệ, nếu không có cơ duyên thì không cách nào tiến thêm một bước. Đối với ta mà nói, học hỏi từ kiếm tu mạnh mẽ khác có thể sẽ là một cơ hội. Bắc Cảnh Vương gật đầu, vậy đi thôi, có lẽ cũng đủ rồi. Nói xong, hai người quay người biến mất. Trong tinh không vũ trụ hỗn độn. Tinh không vũ trụ hỗn độn lúc này đột nhiên xuất hiện ba con tàu khổng lồ, con tàu kéo dài qua cả tinh không. Trên mỗi một con tàu đều có đến hàng vạn binh lính Bắc Cảnh hùng mạnh. Những binh lính này có thể nói là những kẻ tinh nhuệ nhất của Bắc Cảnh. Mà lần này, không chỉ số lượng mà về chất lượng, thần quốc cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Trong tinh không, Thượng quan Tiên Nhi nhìn ba con tàu khổng lồ phía xa, nàng ấy nhíu chặt mày, ánh mắt vô cùng lo lắng. Có thể nói, từ trước đến nay, đây là cuộc chiến thần quốc gặp phải nguy cơ lớn nhất. Trong trận chiến này, nếu như thua, đừng nói là thần quốc, mà cả vũ trụ hỗn độn đều sẽ biến mất không còn gì nữa. Thần quốc có thể ngăn chặn không? Ánh mắt Thượng quan Tiên Nhi càng thêm lo lắng. Ngay lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Thượng quan Tiên Nhi. Người đến chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ba con tàu khổng lồ ở phía xa. Nhẹ giọng nói, đừng hoảng. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, ngài xem, ta không hề hoảng chút nào, thậm chí còn muốn cười, ha ha. Thượng quan Tiên Nhi đang định nói thì ở bên phải hai người, một con tàu đế tinh đột nhiên bay đến gần. Rất nhanh, con tàu đế tinh đó dừng lại ở trước mặt Diệp Huyên, trên tàu, một cô gái váy trắng đi ra, nàng ta quan sát Diệp Huyên, cười hỏi, các hạ là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Cô gái váy trắng khẽ cười, là ngươi đã diệt Liêu Nguyên Tông. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, ngươi là người của kiếm võ tông. Cô gái váy trắng gật đầu, nghe nói kiếm của tổ sư chúng ta đang nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, thế nào? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, vẫn giữ nét mặt tươi cười, xin ngươi hãy trả lại nó. Lúc này, kiếm Thiên Chu đột ngột chấn động dữ dội. Trả lại kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên ngẩn người. Hắn thật không ngờ, kiếm võ môn này vậy mà đến tìm hắn đòi trả kiếm. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu đang rung trong tay, ý của ngươi thế nào? Hắn dĩ nhiên là tôn trọng ý kiến của kiếm Thiên Chu. Bởi vì dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không muốn ép buộc kiếm Thiên Chu. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó nói chém nàng ta. Diệp Huyên. Kiếm Thiên Chu rung lên, một luồng kiếm ý chém thẳng về phía cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng cau mày, phất tay áo lên, luồng kiếm ý lập tức bị buộc dừng lại. Mà Diệp Huyên đã hiểu ý của kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, kiếm này hình như không bằng lòng đi theo ngươi. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, nó thuộc về kiếm võ môn ta. Diệp Huyên giương kiếm Thiên Chu trong tay lên, hình như trên đây không viết ba chữ kiếm võ môn. Cô gái váy trắng cười nói, xem ra ngươi không muốn chủ động trả lại. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, ta nghĩ, thứ ngươi muốn không đơn giản chỉ là kiếm thôi, đúng không? Cô gái váy trắng cười nói, ngươi cũng khá thông minh. Diệp Huyên đột nhiên nâng tay, chém ra một kiếm. Cô gái váy trắng híp hai mắt lại, nàng ta đấm một quyền. Ầm vang! Không gian xung quanh hai người chấn động, trong nháy mắt cô gái váy trắng bị đánh lùi trăm trượng. Mà Diệp Huyên cũng lùi ước chừng vài chục trượng. Cô gái váy trắng mới vừa dừng lại, nắm tay nàng ta trực tiếp bị thương rách ra, máu tươi bắn tung tóe.
Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái váy trắng, cút xa một chút. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, nàng ta không nói gì, bỗng nhiên, cả người nàng ta biến mất, trong phút chốc, bốn phía quanh Diệp Huyên xuất hiện bốn thanh phi kiếm. Diệp Huyên nhíu mày, nâng tay quét một kiếm ra. Bốn thanh phi kiếm kia bị một kiếm này của hắn chém nát. Mà lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm một quyền về phía đầu. Diệp Huyên không tránh né, tay trái tung một quyền ra đánh trả. Trong thời gian ngắn, cô gái váy trắng lại lùi xa trăm trượng. Sau khi dừng lại, cô gái váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thần cảnh nhục thân. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, hắn không nói gì, trực tiếp biến mất. Cô gái váy trắng híp mắt lại, nàng ta quát nhẹ một tiếng, đập trưởng về phía trước. Một lực lượng mạnh mẽ thổi quét ra từ tay nàng ta. Nhưng mà, theo nhát kiếm Diệp Huyên chém ra, lực lượng kia của nàng ta cũng bị chém tan trong nháy mắt. Con người của cô gái váy trắng co rụt lại, chân phải đạp nhẹ, cả người trong nháy mắt lui về phía sau mấy trăm trượng. Mà nàng ta mới vừa dừng lại, một thanh phi kiếm xuất hiện trước mặt nàng ta không hề có dấu hiệu báo trước. Mà lúc này, trong tay cô gái váy trắng không biết từ lúc nào đã có một thanh kiếm, nàng nâng tay đâm kiếm ra. Phi kiếm kia trực tiếp bị nàng chém bay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng ta, cùng lúc đó, một thanh kiếm chém về phía nàng ta. Sắc mặt cô gái váy trắng thay đổi rõ rệt, lúc này nàng ta căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể giơ ngang kiếm lên chắn. Diệp Huyên chém kiếm xuống. Keng! Một tiếng đứt gãy vang lên, mà cô gái váy trắng kia xuất hiện ở cách xa mấy trăm trượng, nhưng mà lúc này, toàn bộ cánh tay phải của nàng ta đã biến mất. Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi song tu kiếm võ đã đạt tới trình độ này rồi sao, ngươi? Diệp Huyên chợt nói nhảm cái gì? Ông đây đang đánh nhau với ngươi, không phải là nói chuyện tình cảm với ngươi. Nói dứt lời, hắn đã ở trước mặt cô gái váy trắng, mắt nàng ta co rụt lại nhỏ như cây kim. Kiếm chém xuống. Suy, cô gái váy trắng bị Diệp Huyên chém thành hai, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng máu me. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía con tàu cô gái váy trắng ngồi, đừng đem đến người yếu như vậy, cảm ơn. Lúc này, một âm thanh vang lên từ con tàu kia, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên đột nhiên giống giận, đánh giá thấp, ông đây đã giết nhiều người của Bắc Cảnh như vậy, các ngươi còn đánh giá thấp ta, trí thông minh của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Vừa dứt lời, hắn chém mạnh một kiếm xuống. Suy, một tia kiếm quang chém bay ra. Lúc này, từ trong con tàu kia, một bóng người đột nhiên bay ra. Kiếm quang kia của Diệp Huyên lập tức bị chấn động vỡ, mà Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ tựa như sấm sét vang vọng chém. Vừa dứt lời, tiếng kiếm vang chấn động phía chân trời. Bóng người kia trực tiếp bị Diệp Huyên chém lui, mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyên đột nhiên vào tới trước mặt hắn ta. Sau đó lại là một kiếm chém mạnh về phía hắn ta. Chém. Kiếm thiên chu chém xuống, không gian kia tựa như tờ giấy, trực tiếp bị xé rách. Nhận thấy lực lượng ẩn chứa trong kiếm của Diệp Huyên, người đàn ông trước mặt biến sắc, hắn ta lật tay phải, một cái khiên dài màu vàng đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, tay phải hắn ta cầm khiên chắn về phía trước, trong nháy mắt, một luồng ánh sáng màu vàng phát ra từ cái khiên kia. Diệp Huyên chém kiếm xuống. Ánh sáng vàng kia ngay lập tức nổ tung, cùng với đó còn có cái khiên vàng trong tay người đàn ông kia cũng nổ tung tóe. Người đàn ông cũng bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Mà hắn ta còn chưa dừng lại, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, thấy vậy, người đàn ông thay đổi sắc mặt, vội vàng lui về phía sau nghìn trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Diệp Huyên thấy đối phương không chiến đấu, lập tức ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua người đàn ông, cút. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người cũng biết kiếm võ môn ta. Diệp Huyên đột nhiên tức giận chỉ vào người đàn ông đây không biết kiếm võ môn, người cũng đừng nói mấy lời vô dụng với ta, hoặc là đến giết ta, hoặc là nhanh chóng cút đi cho ta, bớt nói nhảm, ta không có hứng thú đánh võ mồm với ngươi. Sắc mặt người đàn ông cực kỳ khó coi, ngươi dám coi thường kiếm võ môn ta như vậy, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên tức giận nói, còn nói nhảm nữa. Ta chém chết ngươi.
vừa dứt lời, người hắn đã biến mất. Suy, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Sắc mặt người đàn ông thay đổi rõ rệt, hắn ta không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Diệp Huyên nhìn về phía cuối chân trời, nơi đó, một âm thanh chậm rãi truyền đến, Diệp Huyên, kiếm võ môn ta nhất định sẽ giết ngươi. Sắc mặt Diệp Huyên lạnh như băng, cái thứ rác rưởi gì? Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đến bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, vì sao lại tức giận như vậy? Tức giận. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn dĩ nhiên là tức giận. Những người này mãi không dứt. Nhưng hắn biết rõ, Bắc Cảnh và kiếm võ môn tuyệt đối không phải người cuối cùng, sau này khẳng định còn có nhiều người khác, nhiều thế lực khác tìm đến hắn. Diệp Huyên dường như nghĩ tới cái gì, nhe răng cười, nếu như ta bất tử, thì ngày nào đó nhất định sẽ đến đại thế giới huyền hoàng quậy long trời lở đất. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, nàng ấy biết, Diệp Huyên đã không thể chịu đựng được việc người của đại thế giới huyền hoàng quấy rối hết lần này đến lần khác. Thần điện. Diệp Huyên ngồi trên vị trí thần chủ, ở dưới hắn là các vị cao thủ thần quốc. Tất cả các cao thủ đứng đầu thần quốc đều ở đây. Diệp Huyên nhìn liếc qua mọi người, sau đó nói, chư vị hẳn đều biết bây giờ chúng ta phải đối mặt với cái gì, ta cũng không giấu chư vị, đối mặt Bắc Cảnh, thực lực của chúng ta không bằng bọn họ, thậm chí có thể nói có sự chênh lệch lớn. Mà ta từng gặp qua Bắc Cảnh vương kia một lần, rất mạnh. Về phần Bắc Cảnh còn bao nhiêu cao thủ khác nữa, ta vẫn chưa biết. Có thể nói, cơ hội chiến thắng của chúng ta rất nhỏ. Mọi người trầm lặng. Diệp Huyên đứng lên, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Đương nhiên, thực lực của các vị ở đây đều không kém. Nếu lựa chọn đầu hàng, Bắc Cảnh khẳng định cũng sẽ không từ chối. Bây giờ, nếu ai muốn đi, thì có thể rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nghe vậy, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đầu hàng. Thật ra, rất nhiều người có ý nghĩ này trong lòng, bởi vì sau khi nhìn thấy thực lực thật sự của Bắc Cảnh, không ai cho rằng vũ trụ hỗn độn có thể đối đầu với Bắc Cảnh. Căn bản không thể chống lại, thực lực chênh lệch quá lớn. Diệp Huyên thấy mọi người không có động tĩnh gì, lại nói, bây giờ người rời đi, ta không ngăn cản, nhưng nếu đến lúc hai quân giao chiến, ai dám đầu hàng, ta sẽ giết người đó. Lúc này, một ông lão bước ra. Ông ta hơi hành lễ với Diệp Huyên, thần chủ. Thương Sơn Tông ta muốn rời đi, nhưng chúng ta sẽ không đầu hàng Bắc Cảnh, chỉ là muốn rời khỏi nơi đây. Diệp Huyên mặt không chút thay đổi, chuẩn. Nghe vậy, ông lão vui vẻ trong lòng, vội vàng nói, đa tạ thần chủ. Nói xong, ông ta xoay người bước đi. Lúc này, một gã ám vệ xuất hiện trước mặt ông lão, Diệp Huyên lại vẫy tay phải, gã ám vệ kia lập tức biến mất. Tông chủ Thương Sơn Tông thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó bước nhanh biến mất khỏi đại điện. Nhìn thấy tông chủ Thương Sơn Tông bình yên rời đi, trong đại điện sau khi yên tĩnh một lát, lại một người đàn ông trung niên bước ra, hành lễ với Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên đột nhiên nói, không phải nói gì cả, đi đi. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó rời đi. Cứ như vậy, chỉ một lúc, trong đại điện đã có hơn 20 người rời đi. Mà những người này đều là đại diện của hơn 20 thế lực đứng đầu. Tuy rằng một vài người đi, nhưng số người ở lại cũng không ít. Lúc này, Lão Văn đột nhiên đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta ôm quyền hành lễ, thần chủ, để bọn họ đi như vậy, sợ là sẽ ảnh hưởng tinh thần binh sĩ. Hơn nữa, bọn họ nhận ân huệ của thần quốc, bây giờ thần quốc gặp nạn, bọn họ có trách nhiệm chống lại đại thế giới huyền hoàng cùng chúng ta. Diệp Huyên cười nói, bây giờ bọn họ đi không phải càng tốt sao? Lão Văn nhìn Diệp Huyên nhẹ giọng sau lưng nói, bây giờ đi, ta sẽ không bị bọn họ đâm dao sau lưng. Nếu bọn họ không đi, sau này khi đánh nhau với đại thế giới huyền hoàng, những người này có thể sẽ lấy mạng của chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, nhớ kỹ tất cả tông môn và thế lực lựa chọn rời đi. Thượng Quan Tiên Nhi gật gật đầu, đã ở trong đầu ta rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ở đó, cũng chính là trong bầu trời sao, một người đàn ông trung niên đang nhìn xuống hắn. Bắc Cảnh Vương. Mà lúc này đây, đối phương đã không phải là phân thân, mà là người thật.
Người thật giá lâm. Tất cả mọi người đều đang nhìn Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyên, cười nói người thả chết đứng còn hơn là sống quỷ gối. Người yên tâm, người sẽ được thỏa lòng mong muốn. Vừa dứt lời, ông ta nhẹ nhàng nhấn tay phải xuống, trong nháy mắt, vô số luồng khí màu đen từ trên bầu trời vũ trụ hỗn độn bay xuống, cùng với sự xuất hiện của luồng khí đen, linh khí của vũ trụ hỗn độn cũng liền tiêu tán với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Mọi người cảm nhận được một màn này, sắc mặt đều thay đổi rõ rệt. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trên không trung. Chấm chấm chấm. Người đến chính là Thiên Đạo. Đại thế giới huyền hoàng cướp đoạt linh khí của vũ trụ hỗn độn, người bị tổn hại nhiều nhất không thể nghi ngờ là Thiên Đạo, bởi vì nàng ta là linh thể, hơn nữa là linh thể của vũ trụ hỗn độn, linh khí của vũ trụ hỗn độn chính là gốc rễ của nàng ta. Thiên Đạo nhìn Bắc Cảnh Vương, sắc mặt nàng ta dần dần trở nên dữ tợn, rất nhanh, vô số linh khí xung quanh hội tụ lại chỗ nàng ta. Bắc Cảnh Vương nhìn Thiên Đạo, cười khẽ, Thiên Đạo nhỏ bé, không có tư cách ra tay trước mặt bổn vương. Vừa dứt lời, ông ta vung tay phải lên. Một luồng áp lực hùng mạnh thổi quét về phía Thiên Đạo. Thiên Đạo gầm lên một tiếng, hai tay chắp lại, dồn về phía trước. Vang. Một luồng áp lực linh khí chấn động về phía luồng áp lực của Bắc Cảnh Vương kia, nhưng mà, hai luồng vừa mới chạm vào nhau, áp lực linh khí của Thiên Đạo đã lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, Thiên Đạo bị đánh lùi xa gần nghìn trượng. Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua Thiên Đạo, ông ta phất tay áo lên. Không gian nơi đây trong nháy mắt trở nên hư ảo. Xa xa, đồng tử Thiên Đạo đột nhiên co rụt lại, nàng ta căn bản không thể chống lại lực lượng mạnh như này, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, rút kiếm chém xuống. Suy. Một tia kiếm quang chợt lóe lên. Xa xa, luồng áp lực mà Bắc Cảnh Vương phóng xuất ra kia bị một kiếm của Diệp Huyên chém thành hai, nhưng Diệp Huyên và Thiên Đạo cũng liên tục lùi mạnh về sau cả nghìn trượng. Các cao thủ thần quốc tại đây nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Không chung, Bắc Cảnh Vương liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, người trẻ tuổi có thể đỡ được một trưởng của ta, cho dù là ở đại thế giới huyền hoàng, cũng không vượt qua 10 người. Diệp Huyên cười nói, xem ra lần này ngươi bắt buộc phải thắng. Bắc Cảnh Vương gật đầu, bắt buộc phải thắng. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của ta, nếu ta thất bại, Bắc Cảnh ta sẽ hoàn toàn mất đi vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói như vậy, một vài thế lực khác cũng đang ngấp nghé vũ trụ hỗn độn của bọn ta. Bắc Cảnh Vương cười nói, đúng vậy, bởi vì nơi này có quá nhiều thứ thu hút người khác. Nhưng mà, khu vực này là Bắc Cảnh ta phát hiện ra, cho nên, Bắc Cảnh có quyền ưu tiên lựa chọn. Diệp Huyên nhìn qua bốn phía, luồng khí đen ở bốn phía đang điên cuồng nuốt chửng linh khí của vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên nhìn sang Thiên Đạo, có cách nào ngăn cản không? Thiên Đạo lắc đầu, không có cách nào. Diệp Huyên im lặng, lúc này, giọng nói của A Việt đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, người có thể ngăn cản. Diệp Huyên hơi giật mình, ta có thể. Làm thế nào để ngăn cản? A Việt nói, thúc giục đạo tắc không gian, làm cho đạo tắc không gian hấp thu những thứ này. Diệp Huyên hỏi, có thể sao? A Việt nói, người thử xem chẳng phải là sẽ biết sao? Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng thúc giục đạo tắc không gian, rất nhanh, không gian bốn phía quanh chân trời đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, mà những luồng khí đen tràn ngập xung quanh kia lập tức bị hút vào trong những vết nứt không gian này. Ở đối diện Diệp Huyên, Bắc Cảnh Vương nhíu mày, đây là đạo tắc không gian. Diệp Huyên nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, người biết đạo tắc không gian. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyên, ánh mắt ông ta dần dần trở nên nghiêm nghị, người đây không phải là đạo tắc không gian của tứ duy, mà là đạo tắc không gian ngũ duy. Nói đến đây, sắc mặt ông ta càng nghiêm trọng hơn, xem ra, bổn vương vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên nhìn Bắc Cảnh Vương, tự hỏi trong lòng, A Việt cô nương, cô đánh lại được gã này không? A Việt nói, không đánh lại được. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, A Việt cô nương, cô đến từ ngũ duy cơ mà. A Việt lạnh nhạt nói, ngũ duy thì có nghĩa là vô địch sao? Diệp Huyên. A Việt lại nói, người trước mặt ngươi còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ngươi, người ở tầng 6 có lẽ có thể giải quyết người này, nhưng mà, tầng 6 kia có vẻ vẫn đang ngủ say. Ngủ say.
Diệp Huyên trầm giọng, y ngủ say để làm gì? A Việt nói, ai biết? Diệp Huyên. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng tựa như một ngôi sao băng bay nhanh về phía này. Bắc Cảnh Vương nhìn ánh sáng trắng kia, không nói gì. Ánh sáng trắng rất nhanh dừng trước mặt Diệp Huyên, ánh sáng trắng tan đi, là một thanh niên trẻ tuổi, ước chừng khoảng hơn 20 tuổi, thân hình thẳng tắp, trong tay cầm một thanh trường thương. Bắc Cảnh Vương nhìn thấy thanh niên này, liền nhíu mày, ông ta không hề biết người thanh niên này. Ánh mắt người thanh niên dừng lại trên người Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, ngươi là ai? Người thanh niên không trả lời Diệp Huyên, hắn ta nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, hơi hành lễ, tại hạ là Vương Phong của Kiếm Võ Môn bái kiến tiền bối. Kiếm Võ Môn. Bắc Cảnh Vương nhìn Vương Phong đánh giá một lượt, Kiếm Võ Môn ngươi hình như đã vi phạm quy tắc rồi. Vương Phong lại hành lễ, lần này hậu bối đến chỉ là muốn đấu một trận với Diệp Huyên này, không có ý khác. Đánh một trận với Diệp Huyên. Bắc Cảnh Vương cười nói, ngươi chắc chắn. Vương Phong gật đầu, chắc chắn. Bắc Cảnh Vương khẽ gật đầu, vậy ngươi cứ đánh với hắn đi. Vương Phong cung kính hành lễ, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên lao nhanh về phía trước, đâm mũi thương ra. Cây thương như sấm sét, đâm xuyên trời đất. Diệp Huyên cũng không lơ là chủ quan, chân phải nhẹ nhàng đạp xuống, vô số lực từ mặt đất lập tức tập trung vào người hắn. Ngay sau đó, hắn cầm kiếm chém mạnh một nhát. Không có kỹ xảo gì, chỉ là một kiếm đơn thuần. Kiếm này chém xuống. Cây thương của Vương Phong nổ tung trong nháy mắt, mà bản thân Vương Phong cũng lùi xa mấy trăm trượng, chỉ có điều, Diệp Huyên cũng bị lùi lại mấy trăm trượng. Vương Phong nhìn lòng bàn tay mình, lòng bàn tay hắn đã bị đánh rách, trầm lặng một lúc, hắn ta ngẩng đầu nhìn kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên ở cách đó không xa, kiếm này của ngươi rất lợi hại. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, là muốn nói trường kiếm của ta bắt nạt người sao? Vương Phong nhìn Diệp Huyên, kiếm này của ngươi vốn là bội kiếm của tổ sư Kiếm Võ Môn ta. Diệp Huyên cười nói, ngươi đang nói đùa với ta. Vương Phong nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên. Ở đại thế giới huyền hoàng, ta nghe nói ngươi là kiếm tu đứng đầu vũ trụ hỗn độn, chẳng lẽ kiếm tu đứng đầu chỗ ngươi chính là nhờ vào thanh kiếm này mà ra sao? Diệp Huyên cười nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vương Phong nói, thần cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên gật gật đầu, ta bây giờ chẳng qua chỉ là cảnh giới vô thượng, cách cảnh giới của ngươi một khoảng xa. Thế này thì sao, ta không dùng kiếm này, ngươi áp chế cảnh giới bản thân xuống cảnh giới vô thượng. Ngươi và ta đánh một trận công bằng, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Vương Phong lập tức trở nên khó coi, ngươi sao có thể mới là cảnh giới vô thượng? Diệp Huyên cười nói, không tin, ngươi có thể hỏi vị Bắc Cảnh Vương bên cạnh ngươi. Vương Phong nhìn sang Bắc Cảnh Vương, người sau lạnh nhạt nói, hắn quả thật là cảnh giới vô thượng, kém đến mấy cảnh giới so với ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Vương Phong càng khó coi hơn. Diệp Huyên cười nói, thế nào? Ta không dùng thần khí này, người tự áp chế cảnh giới, chúng ta chính thức đánh một trận công bằng, không ai bắt nạt ai. Vương Phong nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên đột nhiên cười khẩy, như thế nào, không đòi đánh trận công bằng nữa à? Vừa dứt lời, hắn liền xông ra. Suy! Một đường kiếm quang xé rách không gian nơi đây. Vương Phong thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ta đột nhiên dùng ngón tay thay thương, chỉ về phía trước. Một thế thương hùng mạnh bạo phát ra từ đầu ngón tay hắn ta. Nhưng mà, cùng với một kiếm Diệp Huyên chém tới, thế thương này của hắn ta lập tức biến mất không chút dấu vết, cùng lúc đó, toàn bộ bàn tay bị kiếm của Diệp Huyên chém đứt. Vương Phong hoảng hốt, liên tục lùi xa gần nghìn trượng. Diệp Huyên không truy đuổi, hắn nhìn thoáng qua Vương Phong, nếu ta đoán không sai. Ngươi là tự mình tới. Vương Phong nhìn Diệp Huyên, sắc mặt cực kỳ u ám. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, cút đi. Vương Phong nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi có dám buông bỏ thanh kiếm trong tay, đánh với ta một trận. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi có dám tự áp chế cảnh giới không? Vương Phong nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lắc đầu cười, cái quái gì? Hóa ra công bằng mà ngươi nói là ta hy sinh ưu thế của mình để đối đầu với điểm mạnh của ngươi.
sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy? Vương Phong đang muốn nói, Bắc Cảnh Vương ở bên cạnh đột nhiên nói, chớ có làm mất mặt kiếm võ môn của ngươi. Vương Phong nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, tiền bối. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, bảo thiên tài đứng đầu kiếm võ môn ngươi đến đây, có lẽ còn có thể đọ sức một trận với hắn. Vương Phong im lặng một lát, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyên, thua ngươi, ta không phục, ta. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, lúc này đây, hắn không dùng kiếm, mà đấm một quyền về phía Vương Phong. Táng quyền. Quyền này đánh ra, không gian trong phạm vi mấy chục nghìn trượng nơi đây lập tức nổ tung. Vương Phong nhận thấy lực lượng hùng mạnh trong quyền này của Diệp Huyên, sắc mặt hắn ta ngay lập tức thay đổi, hắn ta đạp mạnh chân phải, một thanh trường thương hư ảo đột nhiên bắn ra từ giữa hai chân mày. Ầm vang. Trong bầu trời sao, một tiếng nổ vang vọng, cùng với tiếng nổ này, cả người Vương Phong bay thẳng về sau, mà trong lúc hắn ta bay đi, từng tấc cơ thể nổ tung tóe. Vương Phong kia đã chỉ còn lại linh hồn. Vương Phong nhìn Diệp Huyên với ánh mắt khó có thể tin được, ngươi. Ngươi đây là quyền kỹ gì? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta tự nghĩ ra đó, táng quyền. Sắc mặt Vương Phong đột nhiên trở nên dữ tợn, tự nghĩ ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tự tạo ra quyền kỹ mạnh như vậy? Diệp Huyên mặt không chút biểu tình, ta đây người đầy tài năng, không được à? Vương Phong nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi đừng kiêu ngạo, kiếm võ môn ta. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nâng tay chém một kiếm. Kiếm chấn hồn. Trong phút chốc, kiếm chấn hồn biến mất vào trong giữa hai chân mày Vương Phong. Hai mắt Vương Phong trợn tròn, linh hồn càng lúc càng hư ảo, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía Bắc Cảnh Vương nhẹ giọng nói, hắn ta chết có chút không cam lòng. Diệp Huyên cười nói, người trẻ tuổi ở đại thế giới huyền hoàng đều ngốc nghếch như vậy sao? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, đang định nói, đúng lúc này, ông ta đột nhiên quay đầu lại nhìn, lúc này, một âm thanh vang lên từ trước mặt ông ta, tìm được vị trí của nàng ta rồi. Bắc Cảnh Vương nghe vậy, hai mắt híp lại, sau khi im lặng một lúc, ông ta nói, bảo nàng ta tới đây, nói với nàng ta, nếu nàng ta không đến, hôm nay Diệp Huyên này nhất định phải chết. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Vào lúc này, Diệp Huyên xem như đã hiểu rồi. Sở dĩ Bắc Cảnh Vương không động thủ với hắn là muốn lợi dụng hắn để dụ cô gái váy trắng đó ra. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi gượng cười, có vẻ bản thân mình hay gây phiền phức cho cô gái này nhỉ. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên chợt khẽ hỏi, A Việt cô nương, vì sao nàng ấy cứ giúp ta mãi thế? A Việt trầm ngâm. Diệp Huyên gượng cười, cô cũng không biết sao. A Việt đáp, quan hệ giữa ngươi và nàng ấy có lẽ không đơn giản. Quan hệ. Diệp Huyên hơi cau mày lại, nhưng trước đây ta chưa từng gặp nàng ấy. A Việt nói, ta đang nói kiếp trước. Kiếp trước. Diệp Huyên ngây cả người. Một lát sau Diệp Huyên lại nở nụ cười gượng gạo, hắn cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì ngoại trừ cái này, hắn không nghĩ tới nguyên nhân nào khác. Kiếp trước, Diệp Huyên càng nhíu mày chặt hơn. Kiếp trước rốt cuộc mình là ai? A Việt lại nói, đợi lát nữa gặp được nàng ấy, ngươi có thể hỏi nàng ấy xem. Rõ ràng A Việt cũng tò mò về kiếp trước của Diệp Huyên. Với cường giả như cô gái váy trắng thì căn bản không thể vô duyên vô cớ đến giúp Diệp Huyên được. Mà đối phương để tâm đến Diệp Huyên như vậy, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là chắc chắn có mối quan hệ gì đó với kiếp trước của Diệp Huyên. Diệp Huyên gật gật đầu, nếu như lát nữa gặp nàng ấy, ta phải hỏi nàng ấy xem sao. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này ở trước mặt Bắc Cảnh Vương đã xuất hiện một màn sáng cực lớn, mà trong màn sáng đó là một khoảng tinh không vô tận. Cảnh tượng trong màn sáng vẫn đang biến đổi từng đợt, dường như đang truy tìm cô gái váy trắng đó. Diệp Huyên nhìn màn sáng đó, có chút chờ mong. Hắn không ngờ rằng mình lại có thể gặp người con gái váy trắng nhanh như vậy. Bắc Cảnh Vương cũng đang nhìn màn sáng đó, sắc mặt ông ta rất bình tĩnh. Đúng lúc này, trong cảnh tượng kia xuất hiện một cô gái váy trắng. Nhìn thấy cô gái váy trắng này, sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên nghiêm trọng. Cường giả của thần quốc tất nhiên không xa lạ gì với cô gái váy trắng. Ngày đó cô gái váy trắng này còn chẳng xuất hiện ở vũ trụ hỗn độn.
ấy vậy chỉ cần cách vô số tinh vực đã giết chết hai cường giả siêu cấp của Bắc Cảnh trong tích tắc. Cô gái váy trắng này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là điều mà tất cả mọi người nghĩ tới lúc này. Cô gái váy trắng lúc này cũng không cất bước mà ngồi trong tinh không kia, còn trước mặt đang đặt một bàn cờ. Cô gái váy trắng cầm cờ trắng. Tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn con mắt về phía cô gái váy trắng. Nàng ấy cứ ngồi như vậy, một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần, mái tóc dài buông xõa phía sau, đuôi tóc được buộc bằng một dải lụa, khẽ lay động theo giới. Dung nhan tuyệt thế. Cho tới bây giờ, ánh mắt của mọi người đều nhắm đến thực lực của nàng ấy mà bỏ quên nhan sắc. Thật ra nàng ấy rất xinh đẹp, có thể nói là hiếm thấy trên thế gian này. Đương nhiên thứ quan trọng nhất là khí chất, nàng ấy ngồi ở đó, không nói một lời, trên người lại toát ra một loại khí chất đặc biệt không thể nói nên lời. Lúc này cô gái váy trắng đột nhiên cầm lấy một quân cờ rồi hạ xuống bàn cờ. Mà quân cờ của nàng ấy vừa hạ xuống, một quân cờ đen chợt xuất hiện trên bàn cờ. Đánh cờ. Bắc Cảnh Vương nhìn cô gái váy trắng, không nói gì cả. Ở bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên và một ông lão kiếm tu. Hai người này chính là Dạ Vương và Lão Lâm. Hai người đều chăm chú nhìn cô gái váy trắng, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị. Trong tháp giới ngục, A Việt và Viêm Già cũng đang nhìn cô gái váy trắng. A Việt trầm giọng nói, nàng ấy đang làm gì vậy? Viêm Già nói, đánh cờ. A Việt hỏi, ý ta là ai đang đánh cờ với nàng ấy? Viêm Già lắc đầu. A Việt nhìn cô gái váy trắng đó, trầm giọng nói, tư duy này có nhân vật như thế này tồn tại. Ngũ duy. Viêm Giả trầm ngâm. A Việt lại nói, ta thấy tất cả mấu chốt có lẽ đều ở chỗ Diệp Huyên, cái tên này không bình thường chút nào. Viêm Giả nhìn về phía A Việt trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhắm vào tên này, mà cô gái váy trắng đang ngăn họa giúp hắn, hơn nữa còn là đại họa. Viêm Giả gật đầu, chắc chắn hắn ta không đơn giản. A Việt nhìn ra bên ngoài, khẽ nói, mặc kệ hắn ta đi. Dù sao hắn càng đặc biệt thì càng có lợi đối với chúng ta. Nếu như không có điểm đặc biệt thì sau này không thể áp chế được cái tòa tháp sách này mất. Viêm Già cười nói, ta thấy bây giờ cái tháp sách này vẫn ổn mà. A Việt nhẹ giọng nói, người đã quên dáng vẻ trước đây của nó rồi sao? Nghe thấy vậy, Viêm Già trầm ngâm một lát. Tháp giới ngục năm ấy không phải điên cuồng bình thường. Nghĩ tới đây, Viêm Già khẽ nói. Hy vọng tòa tháp nhỏ này đừng khôi phục linh trí thật sự. Bên ngoài tháp giới ngục. Trong màn sáng đó, cô gái váy trắng vẫn đang đánh cờ. Bắc Cảnh Vương nhìn cô gái váy trắng, các hạ coi thường bọn ta như thế sao? Cô gái váy trắng không đáp lại. Bắc Cảnh Vương cười nói, xem ra các hạ không hề để tâm đến tính mạng của Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên. Bàn tay đang chuẩn bị hạ cờ hơi khựng lại một chút. Nàng ấy quay đầu nhìn về phía đám người Bắc Cảnh Vương. Cô gái váy trắng nhìn Bắc Cảnh Vương, ánh mắt mang theo vẻ hờ hững, uy hiếp ta sao? Bắc Cảnh Vương cười nói, đúng vậy. Cô gái váy trắng đứng dậy, nàng ấy cứ nhìn Bắc Cảnh Vương như thế, hai người đối mặt với nhau, vẫn mong các hạ ra đây đánh một trận. Đánh một trận. Cô gái váy trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên hơi cúi đầu, xin lỗi, lại gây phiền phức cho cô rồi. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, đây không phải phiền toái gì cả, những người như thế này yếu đến mức còn không bằng run rế, bọn họ không có tư cách trở thành phiền toái của ta. Nghe thấy vậy, Bắc Cảnh Vương lập tức nheo mắt lại, yếu đến mức còn không bằng run rế. Phải nói đây chính là chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời này mà bản vương từng nghe. Cô gái váy trắng không để ý tới Bắc Cảnh Vương, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, nhẹ nhàng nói, ta rất hy vọng ngươi có thể tự đối mặt với tất cả. Nhưng ta biết rằng người có tòa tháp ấy như ngươi, chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều chuyện không nên đối mặt ở độ tuổi này. Diệp Huyên gượng cười, kẻ địch hơi nhiều, với lại càng ngày càng mạnh. Cô gái váy trắng khẽ nở nụ cười, thấy nàng ấy cười, Diệp Huyên lập tức ngây cả người ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái váy trắng cười. Trong ấn tượng của hắn, nàng ấy chưa bao giờ cười. Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, đời người chính là phải trải qua những khó khăn trắc trở như thế này, giống như một thanh kiếm, nếu như không trải qua nhiều lần gọt rũa thì không thể trở thành một thanh kiếm sắc được. Những khó khăn mà bây giờ ngươi trải qua,
tương lai có một ngày ngươi sẽ cảm ơn những điều đó. Diệp Huyên gượng cười, khó khăn trắc trở gì đó ta không sợ, cái ta sợ là không cẩn thận đã bị người ta giết chết rồi. Cô gái váy trắng cười nói, vậy thì cố gắng trở nên mạnh hơn nữa, nắm giữ thực lực mạnh mẽ thì mới có thể thật sự ung dung ngạo nghễ giữa thế gian. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, vì sao cô lại giúp ta? Kiếp trước ta với cô quen biết nhau sao? Tại sao cô gái váy trắng lại giúp đỡ mình như vậy? Đây chính là điểm mà hắn vẫn luôn tò mò nhất. Từ khi biết cô gái váy trắng đến nay, hắn có thể cảm nhận được nàng ấy có chút gì đó không bình thường với hắn. Mà hắn biết rõ, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ như vậy. Vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là cô gái váy trắng này chắc chắn có quan hệ gì đó với hắn kiếp trước. Mà rốt cuộc có quan hệ gì chứ? Chuyện này khiến hắn vẫn luôn tò mò. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả, dường như đang rơi vào suy nghĩ miên man. Diệp Huyên nói, không thể nói sao. Cô gái váy trắng lắc đầu, cũng không phải là không thể nói, chỉ là bây giờ nói với ngươi thì cũng không có ý nghĩa gì. Sau này khi ngươi và ta gặp nhau, ngươi sẽ biết rất nhiều chuyện thôi. Diệp Huyên trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, bây giờ cô ở đâu? Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, một nơi rất xa. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì lúc này Bắc Cảnh Vương cách đó không xa đột nhiên cười nói, các hạ thật sự là đánh không cần hiện thân sao? Cô gái váy trắng quay đầu nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, người muốn đánh với ta một trận. Bắc Cảnh Vương cười nói, chẳng lẽ ta không có tư cách? Cô gái váy trắng quay đầu nhìn Diệp Huyên, giết người hay diệt thế giới? Diệp Huyên ngây cả người. Giết người. Hay diệt thế giới? Đầu óc Diệp Huyên hơi chập mạch. Giết người. Diệt thế giới. Diệp Huyên vẫn có chút không hiểu ý của cô gái váy trắng, nhưng không lâu sau hắn đã hiểu được ý của nàng ấy rồi. Diệp Huyên do dự một lúc sau đó nói, tất cả cường giả từ đế cảnh trở lên của Bắc Cảnh. Hãy làm cho bọn họ biến mất đi. Chuyện này, có được không? Cô gái váy trắng gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy đột nhiên nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, người vẫn không có tư cách khiêu chiến với ta. Bắc Cảnh Vương cười nói, thật sao? Cô gái váy trắng đột nhiên duỗi tay phải ra, kiếm đến. Dứt lời. Vù. Trên tinh không của vũ trụ hỗn độn, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, ngay sau đó thanh kiếm từ phía chân trời chém tới. Thanh kiếm này chém thẳng vào Bắc Cảnh Vương đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm trọng, thực lực của Bắc Cảnh Vương đúng là không phải mạnh bình thường mà. Còn lúc này, thanh kiếm của cô gái váy trắng đã tới đỉnh đầu của Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nở nụ cười dữ tợn, hai nắm đấm của ông ta đột nhiên đánh về phía trước một cái. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một luồng uy thế cực lớn khiến cho tất cả mọi người ở đây chấn động đến mức lùi liên tiếp về phía sau. Mà lúc này, thanh kiếm của cô gái váy trắng đã hạ xuống. Xoẹt. Một tiếng cắt chém vang lên. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh kiếm đó hạ thẳng từ trên đỉnh đầu Bắc Cảnh Vương xuống dưới. Nơi đây bỗng yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Không hề đỡ lấy. Ánh mắt Bắc Cảnh Vương dần dần có chút mơ hồ, rất nhanh sau đó, cơ thể ông ta bắt đầu tiêu tan từng chút một. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Một kiếm giết chết Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyên cũng ngây cả người. Hắn biết cô gái váy trắng rất mạnh, cũng biết cô gái váy trắng chắc chắn sẽ thắng. Nhưng hắn không ngờ rằng cô gái váy trắng này lại có thể kết liễu Bắc Cảnh Vương chỉ với một phát kiếm. Một phát kiếm. Đây là Bắc Cảnh Vương của đại thế giới huyền hoàng mà. Một phát kiếm cũng không thể đỡ được. Những người bên cạnh Bắc Cảnh Vương như hóa đá. Bắc Cảnh Vương của mình vậy mà ngay cả một chiêu kiếm cũng không đỡ nổi. Bắc Cảnh Vương nhìn cô gái váy trắng, chuyện này, sao có thể chứ? Cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn Bắc Cảnh Vương một cái, nàng ấy không nói gì cả, nhưng ánh mắt đó giống như đang nhìn một con giun con dế vậy. Không lâu sau, ánh mắt của nàng ấy bỗng nhìn về phía Dạ Vương và ông lão kiếm tu bên cạnh Bắc Cảnh Vương. Ông lão kiếm tu đột nhiên bước lên phía trước một bước, thanh kiếm trong tay ông ta đột nhiên rung lên kịch liệt, một luồng kiếm ý xông thẳng lên trời. Ông ta nhìn cô gái váy trắng, trong ánh mắt không chút sợ hãi, xin chỉ giáo. Cô gái váy trắng vung tay một cái.
một đường ánh kiếm chợt lóe lên. Xoẹt, nơi đây bỗng vang lên âm thanh xé rách. Mà lúc này, ông lão kia đột nhiên hóa thành một đường ánh kiếm biến mất tại chỗ. Bù, tiếng kiếm reo rung chuyển đất trời. Nhưng không lâu sau, nơi đây lại trở nên yên tĩnh, trong không trung, một cái đầu chậm chậm rơi xuống. Chính là đầu của ông lão kia. Trực tiếp bị giết chết trong tích tắc. Khuôn mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, nàng ấy liếc nhìn ba chiếc tàu khổng lồ. Ngay sau đó, nàng ấy bấm tay một phát, thanh kiếm đó đột nhiên bay ra ngoài. Trên ba chiếc tàu khổng lồ đó, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thoát cái, cường giả đế cảnh và đế cảnh trở lên đều rơi đầu xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, những cường giả thần quốc cách đó không xa đều sởn cả da gà. Giết cường giả đế cảnh với thần cảnh giống hệt như giết gà vậy. Diệp Huyên nhìn mà thấy hãi hùng khiếp vía, cô gái váy trắng này. Không phải mạnh bình thường. Lúc này, ánh mắt của cô gái váy trắng dừng lại ở chỗ Dạ Vương, Dạ Vương im lặng không nói gì cả. Ông ta cũng không ra tay, bởi vì ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Mà Bắc Cảnh Vương ở bên cạnh cũng đã trở nên hư ảo hoàn toàn, ông ta sắp biến mất khỏi thế giới này thật sự rồi. Cô gái váy trắng nhìn Dạ Vương, Bắc Cảnh ở đâu? Dạ Vương do dự một lát, sau đó chỉ về phía bên phải. Cô gái váy trắng nhìn Bắc Cảnh Vương vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhìn cho kỹ. Dứt lời, nàng ấy bấm tay một phát, kiếm đi. Tại nơi đây, thanh kiếm của cô gái váy trắng đột nhiên hóa thành một đường ánh kiếm biến mất ở nơi tận cùng của tinh không xa xôi. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh kiếm đó. Bắc Cảnh Vương vẫn chưa biến mất hoàn toàn chợt nhìn cô gái váy trắng, cô muốn làm gì? Mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, không nói gì cả. Không lâu sau, thanh kiếm đó đã đến Bắc Cảnh của Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Khi thanh kiếm này xuất hiện trong khu vực Bắc Cảnh, sắc mặt của tất cả cường giả Bắc Cảnh lập tức thay đổi, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của Vương Thành Bắc Cảnh. Trên vùng trời của thành Bắc Cảnh, thanh kiếm đó dần dần hạ xuống phía dưới, mà phát kiếm này vừa hạ xuống, Vương Thành Bắc Cảnh bắt đầu nổ tung từng tấc một. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Bắc Cảnh Vương ở giữa tinh không của vũ trụ hỗn độn hoàn toàn thay đổi, cô. Cô muốn làm gì? Cô gái váy trắng liếc nhìn Bắc Cảnh Vương, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, biểu diễn cho ngươi một chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống. Dứt lời, nàng ấy giơ tay rồi nhẹ nhàng ép xuống dưới. Trên vùng trời của Vương Thành Bắc Cảnh, thanh kiếm đó đột nhiên hạ xuống. Đúng lúc này, cả Vương Thành Bắc Cảnh lập tức hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong thành, vô số kiếm khí đang điên cuồng tàn sát cường giả đế cảnh và từ đế cảnh trở lên. Bọn họ không có bất kỳ sức kháng cự nào với những kiếm khí này. Tàn sát. Không bao lâu sau, cả tòa Vương Thành Bắc Cảnh đã hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mà trong thành, rất nhiều người sớm đã bỏ chạy nhưng cường giả đế cảnh và đế cảnh trở lên thì chẳng ai có thể chạy thoát. Mà vẫn chưa kết thúc. Thanh kiếm của cô gái váy trắng đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số kiếm khí bay vút về phía chân trời. Nơi mà những kiếm khí này đi qua, cường giả đế cảnh và đế cảnh trở lên đều bị chém chết. Tàn sát. Hoàn toàn chính là tàn sát. Trong tinh không của vũ trụ hỗn độn, Bắc Cảnh Vương nhìn về phía hoàng hôn, trong đầu trống rỗng. Lúc này đây, Bắc Cảnh đã hoàn toàn biến mất khỏi Đại Thế Giới Huyền Hoàng rồi. Bởi vì toàn bộ cường giả đế cảnh và đế cảnh trở lên của Bắc Cảnh đều bị cô gái váy trắng giết chết rồi. Mặc dù vẫn chưa xóa sổ hết tất cả những người trong Bắc Cảnh, nhưng Bắc Cảnh hiện giờ đã trở thành thế lực tầm thường. Bắc Cảnh Vương nhìn cô gái váy trắng, rốt cuộc cô là ai? Bây giờ ông ta chỉ muốn biết cô gái váy trắng này là ai? Ông ta biết bản thân đã động vào người không nên động, mà rốt cuộc người này là ai? Theo lý mà nói, nhân vật cấp bậc này ông ta đều biết, nhưng trong những cường giả đứng đầu của Đại Thế Giới Huyền Hoàng không hề có người nào như cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng không đếm xỉa đến Bắc Cảnh Vương, nàng ấy hất tay phải một cái, thanh kiếm ở Bắc Cảnh đột nhiên bay về phía tinh không của vũ trụ hỗn độn. Mà lúc này Bắc Cảnh Vương đã biến mất hoàn toàn, trong khoảnh khắc cuối cùng khi ông ta biến mất, ông ta đều nhìn cô gái váy trắng đó. Cô gái váy trắng nhìn Dạ Vương. Dạ Vương trầm giọng nói, ta đánh không lại cô.
Ông ta cũng từng là một trong những người yêu nghiệt nhất Bắc Cảnh, cả đời chưa từng chịu thua ai, nhưng lúc này đây ông ta đã quả quyết nhận thua rồi. Nếu như nói thế gian có thần, vậy thì cô gái váy trắng trước mắt này chính là thần. Khuôn mặt cô gái váy trắng không cảm xúc, muốn sống sao? Dạ vương gật đầu, muốn. Cô gái váy trắng đột nhiên duỗi hai ngón tay ra, một đường ánh kiếm trực tiếp xuyên giữa hai hàng lông mày của dạ vương, nhưng ngay sau đó, đường ánh kiếm đó lại bay ra, cuối cùng dừng trước mặt Diệp Huyên. Trên kiếm quang vẫn còn một luồng khí màu đen quẩn quanh. Cô gái váy trắng quay người nhìn Diệp Huyên, ánh mắt nàng ấy không còn hờ hững như trước, đây là linh hồn của ông ta, không chế linh hồn này thì có thể nắm giữ sinh tử của ông ta. Diệp Huyên biết là cô gái váy trắng làm như này là tìm một thủ hạ cho hắn. Diệp Huyên không từ chối, lập tức cất luồng kiếm quang đó đi, đồng thời hắn còn thu hồi một chiếc nhẫn chứa đồ của Bắc Cảnh Vương. Sau khi nhìn lướt qua mấy món đồ ở trong, Diệp Huyên nhất thời không nhịn được mà bật cười. Phát tài rồi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn vội vàng nhìn cô gái váy trắng, cô gái váy trắng hất tay phải một cái, thanh kiếm của nàng ấy rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, đây là... Cô gái váy trắng nói, thanh kiếm này để ở bên cạnh ngươi, nhưng mà bây giờ ngươi vẫn chưa thể khống chế được nó. Ở bên trong nó, ta đã cất chứa ba luồng kiếm khí, ngươi có thể dùng ba lần, vào lúc nguy cấp, ngươi có thể dùng đến thanh kiếm này. Nghe thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên cảm thấy rất vui, hắn vội vàng nhận lấy thanh kiếm của cô gái váy trắng, sau đó nhìn cô gái váy trắng, cô phải đi rồi sao? Cô gái váy trắng gật đầu, ta còn một số chuyện phải làm. Nói xong, nàng ấy liếc nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất phức tạp, thực lực bây giờ của ngươi vẫn chưa đủ để tự vệ hoàn toàn, mà ta lại không thể ở bên cạnh ngươi từng giây từng phút. Vậy nên con đường tương lai, lúc nào ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, chăm sóc tốt cho bản thân. Nói xong, màn sáng trước mặt Diệp Huyên dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên biết đối phương sắp rời đi rồi. Diệp Huyên vội vàng nói, sau này ta phải đi đâu để tìm cô? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, đến khi ngươi đủ mạnh. Dứt lời, nàng ấy hoàn toàn biến mất. Đi rồi. Diệp Huyên trầm ngâm một lát. Lần này cô gái váy trắng rời đi, không biết bao giờ mới gặp lại. Một lát sau, Diệp Huyên lắc lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Hắn nhìn đám binh lính Bắc Cảnh phía xa xa, vừa nãy cô gái váy trắng chỉ ra tay với cường giả đế cảnh và đế cảnh trở lên, bởi vậy mà những binh sĩ này vẫn còn sống. Thấy Diệp Huyên nhìn lại đây, đám binh sĩ đó lập tức biến sắc, cực kỳ đề phòng. Diệp Huyên đi đến trước mặt đám binh sĩ đó, các ngươi có hai con đường, một là đầu hàng, hai là chết. Đầu hàng. Lúc này, một tên tướng lĩnh đi ra, hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bọn ta là người của Bắc Cảnh. Diệp Huyên đột nhiên vung tay lên chém một phát kiếm. Xoẹt. Đầu của tên tướng lĩnh đó trực tiếp bay ngoài. Diệp Huyên nhìn những người ở đó, còn tên nào, xương cứng, nữa không? Ra đây, ta lóc xương cho tên đó. Sao? Sao câu này chơi chữ, ý là còn tên nào ngoan cố cứng đầu nữa không? Ra đây, ta chém chết luôn. Đám binh sĩ này nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên lại nói, hãy nghĩ đến người nhà của các ngươi, nếu như các ngươi chết ở đây, người nhà các ngươi sẽ phải làm sao? Tất cả mọi người đều im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, nếu như đầu hàng, ta có thể đảm bảo với các ngươi, sẽ không động đến người nhà của các ngươi. Cũng sẽ không tàn sát Bắc Cảnh. Đám binh sĩ vẫn im lặng. Diệp Huyên đột nhiên gào lên, ông đây cũng hết kiên nhẫn rồi. Dứt lời, một tiếng kiếm reo vang lên ngút trời. Lúc này, một binh sĩ Bắc Cảnh đi ra, hắn ta nhìn Diệp Huyên, người sẽ không tàn sát Bắc Cảnh. Khuôn mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, nói thì sẽ giữ lời. Binh sĩ đó lập tức quỳ một chân xuống, ta đồng ý đi theo ngươi. Không lâu sau càng ngày càng có nhiều binh sĩ quỳ xuống. Chấm chấm chấm. Trong tinh không xa xôi, cô gái váy trắng ngồi trước bàn cờ. Không biết sau bao lâu, cô gái váy trắng đột nhiên đứng dậy, nàng ấy nhìn về phía tinh không xa xôi, hắn sống thì các ngươi sống, nếu như hắn chết thì chắc chắn ngũ duy các ngươi chết hết. Vũ trụ hỗn độn. Tại Trật Tự Thành, bên trong thần điện, Diệp Huyên đang ngồi trên ghế thần chủ.
ở trước mặt hắn là toàn bộ cường giả của thần quốc. Lúc này, biểu cảm của mọi người trong điện đều tràn ngập sự vui vẻ. Thắng rồi! Thần quốc thắng rồi! Không những giành thắng lợi, mà còn thu nạp được mấy nhánh đội quân ở Bắc Cảnh. Có thể nói rằng, chưa bao giờ thần quốc hùng mạnh như hiện tại. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng nói, chư vị hãy chuẩn bị một chút, chúng ta cần tiến quân vào Bắc Cảnh. Tiến quân Bắc Cảnh! Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong điện đều sững sờ. Thượng quan Tiên Nhi cũng hơi ngẩn người, nàng ấy không nghĩ rằng Diệp Huyên sẽ có loại ý nghĩ này. Diệp Huyên nhẹ giọng và nói, chư vị, đại thế giới huyền hoàng sẽ không bỏ qua đâu. Lúc này, thượng quan Tiên Nhi thấp giọng nói, có vị tiền bối kia ở đây, người của đại thế giới huyền hoàng còn dám ra tay với chúng ta hay sao? Cô gái váy trắng. Trước mắt mà nói, sức mạnh của cô gái váy trắng bày ra quả thực vô cùng kinh khủng. Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta không để gửi gắm hết hy vọng lên người nàng ấy được. Cô gái váy trắng cũng đã đủ mạnh, lần ra tay này đã khiến đại thế giới huyền hoàng hoàn toàn khiếp sợ. Thế nhưng hắn không cho rằng làm vậy là đã đủ để hù dọa thế lực bên đại thế giới huyền hoàng, dù sao đó cũng là nơi lớn mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ tứ duy. Cùng lắm đối phương chỉ là kiêng kỵ cô gái váy trắng mà thôi. Chỉ có người đã từng đối mặt với cô gái váy trắng rồi mới có thể biết được nàng ấy đáng sợ nhường nào. Mà trực giác mách bảo hắn, chắc chắn người của đại thế giới huyền hoàng sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Còn hắn cũng không muốn gửi gắm hết hy vọng lên người cô gái váy trắng. Diệp Huyên lại nói, chư vị, chúng ta nhất định phải tiến quân Bắc Cảnh. Hiện giờ bộ phận có chiến lực cao của Bắc Cảnh đều đã bị tiêu diệt hết, đây chính là cơ hội của chúng ta. Cũng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đổi chiến trường thành đại thế giới huyền hoàng chứ không phải là vũ trụ hỗn độn. Lúc này, Lão Văn thấp giọng nói, bên kia là đại thế giới huyền hoàng, chúng ta cứ như vậy mà đi tới, e rằng sẽ tạo ra nhiều phiền toái. Diệp Huyên cười nói, chúng ta còn sợ phiền toái gì nữa sao? So với ngồi đây chờ chết, ta thà chủ động xuất kích. Hơn nữa, chư vị à, địa bàn Bắc Cảnh rộng lớn như vậy. Chẳng lẽ chư vị không động lòng chút nào sao? Nghe vậy, một vài người trong điện cũng hơi dao động. Địa bàn Bắc Cảnh. Kia chính là đại thế giới huyền hoàng, nếu như có thể dừng chân ở đó, điều này vô cùng có lợi đối với bọn họ. Lúc này, một lão già đi ra và nói, nhà họ Lâm ta nguyện đi theo thần chủ tiến đến đại thế giới huyền hoàng. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều người bước ra. Cuối cùng, gần như tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo Diệp Huyên tiến tới đại thế giới huyền hoàng. Lợi ích là thứ có thể kích động lòng người nhất. Diệp Huyên gật gật đầu, sau đó nói tiếp, chư vị chuẩn bị chút đi, hai ngày sau chúng ta sẽ thẳng tiến đến Bắc Cảnh của đại thế giới huyền hoàng. Nói xong hắn bèn đứng dậy rời đi. Còn mọi người vẫn còn ở lại trong điện tiếp tục thảo luận. Diệp Huyên quay về phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng. Sau đó lấy ra nhẫn chứa đồ của Bắc Cảnh Vương. Đồ vật trong nhẫn chứa đồ cũng không nhiều, thế nhưng đều là cấp bậc cực phẩm. Trong đó, bảo vật cấp bậc thần cảnh có khoảng 6 món, mà 2 món chính là kiếm. Mặc dù hai thanh kiếm này không tốt bằng kiếm Thiên Chu và kiếm Trấn Hồn của hắn, nhưng chúng đều là những thanh kiếm đứng đầu. Có thể giữ lại để cắn nuốt. Bởi vì, nói đến kiếm thì hắn đã có kiếm Thiên Chu và kiếm Trấn Hồn rồi. Hơn nữa hiện tại còn có thêm một thanh kiếm của cô gái váy trắng nữa. Hắn không thiếu kiếm để dùng, nhưng thiếu kiếm để hấp thu. Ngoài 6 bảo vật cấp thần cảnh ra thì còn có một bảo vật khác của cấp chí cảnh. Bảo vật của cấp chí cảnh. Phải biết rằng kiếm Trấn Hồn chẳng qua cũng là chí cảnh. Là một chiếc giáp tỏa ra kim quang. Diệp Huyên cầm giáp lên, chiếc giáp khẽ run giống như đang đáp lại điều gì đó. Diệp Huyên nhẹ nhàng bấm đầu ngón tay, một giọt máu rơi trên chiếc giáp, vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì cả. Diệp Huyên nhíu mày, hắn cầm theo chiếc giáp kia đi lên lầu 6 tìm A Việt và Viêm Già. Diệp Huyên nói, A Việt cô nương, chiếc giáp này dùng thế nào? A Việt đưa mắt thoáng nhìn qua chiếc giáp trong tay Diệp Huyên, sâu trong đôi mắt nàng ta ánh lên một nét kinh ngạc, thứ này cũng không có tệ đâu. Diệp Huyên cười khà khà. Có thể khiến cho A Việt cô nương coi trọng, xem ra ta đã nhặt được một báu vật rồi. A Việt cầm chiếc kim giáp lên, nàng ta liếc mắt đánh giá một chút, sau đó mới nói quả thật không tồi đâu.
Diệp Huyên vội vàng hỏi, không tồi là như nào? A Việt nói, bên trong chiếc giáp này có linh, hẳn là kim linh, mà nhìn chiếc giáp này thì chắc hẳn trước đây từng là một chiếc giáp ngũ hành. Nhưng không biết tại sao hiện giờ chỉ còn lại kim linh, nếu như có đủ cả năm linh thì e là thanh kiếm thiên chu trong tay ngươi cũng khó có thể làm hư nó. Diệp Huyên đang muốn lên tiếng thì lúc này, kiếm thiên chu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, kiếm thiên chu run rẩy giống như đang kháng nghị vậy. A Việt liếc nhìn kiếm thiên chu, sau đó nàng ta cười nói, là ta sai rồi. Cho dù nó có tập hợp đủ năm linh cũng không có cách nào đấu lại được ngươi. Kiếm thiên chu run rẩy, sau đó quay về trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, sau đó hắn nhìn về phía A Việt cô nương, phải làm sao để thu phục được chiếc giáp này. A Việt nói, chiếc giáp này có linh, nếu muốn nó chịu nghe lệnh ngươi thì có hai cách, cách thứ nhất là phải tiếp xúc mềm mỏng với nó, dùng nhân cách để chinh phục nó, cách thứ hai là dùng biện pháp cứng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nếu không để cho ngươi dùng, ngươi lập tức hủy nó. Diệp Huyên. A Việt trả giáp lại cho Diệp Huyên, ngươi tự xem mà làm đi. Diệp Huyên nhìn chiếc kim giáp trong tay, chống đối ta sao? Kim giáp không có phản ứng. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó hắn lấy ra thanh kiếm thiên chu, lúc này chiếc kim giáp kia vội vàng trốn sau lưng A Việt. Diệp Huyên nhìn chiếc kim giáp, ta cho người cơ hội lựa chọn một lần nữa. Kim giáp run rẩy tựa như là đang nói cái gì đó. Diệp Huyên nhìn về phía A Việt xòe hai tay, ta có phải tiểu linh nhi kia đâu. Diệp Huyên nhếch miệng cười, sau đó nói tiểu linh nhi. Bên ngoài lối vào lầu thứ 8, không biết tiểu linh nhi đang làm cái gì đột nhiên cúi đầu nhìn xuống. Cô bé cất thứ gì đó đi rất nhanh, sau đó xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thấy tiểu linh nhi bèn nói, người đang làm gì vậy? Tiểu linh nhi lắc đầu, không ta, ta rất ngoan. Diệp Huyên xoa đầu tiểu linh nhi, đừng có làm chuyện xấu, biết không? Tiểu linh nhi chớp mắt nhìn lại, cái gì mới xem là chuyện xấu? Diệp Huyên. A Việt đứng một bên lắc đầu, tốt nhất ngươi nên quản tiểu nha đầu này đi. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, quản tiểu nha đầu này ư. Quản thế nào, cái chính là hắn cũng không nhẫn tâm được. Tuy nha đầu này có hơi nghịch ngợm nhưng cũng không có phạm phải sai lầm gì quá lớn. Lúc này, tiểu linh nhi đi đến trước mặt chiếc kim giáp, cô bé đánh giá chiếc kim giáp này một chút, sau đó nói cái này được đấy. Diệp Huyên cười nói, người nói với nó, bảo nó đi theo ta. Tiểu Linh Nhi sờ sờ kim giáp, chiếc kim giáp này cũng không phản kháng. Một lát sau Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên và nói, nó đồng ý. Đồng ý rồi. Diệp Huyên sửng sốt, đây, nó đồng ý rồi hả? Tiểu Linh Nhi gật đầu, có điều nó nói phải để nó ở lại chỗ này. Diệp Huyên nhìn về phía A Việt, nàng ta trầm mặc trong chốc lát rồi nói, đều là linh thể, dễ nói chuyện. Diệp Huyên. Cứ thế, Diệp Huyên có được sự đồng ý của chiếc kim giáp nhưng không hề nhận chủ. Diệp Huyên có thể dùng chiếc kim giáp này nhưng hắn vẫn chưa thể coi là chủ nhân của nó được. Loại bảo vật này có linh, Diệp Huyên cũng không tiện dùng sức mạnh cưỡng chế, có thể sử dụng là được rồi. Hơn nữa, sau khi dùng chiếc kim giáp này, lại thêm thân thể thần cảnh vốn có thể nói hiện tại hắn là kẻ đánh không chết. Trừ phi gặp phải loại cường giả có cấp bậc như Bắc Cảnh Vương. Nếu không, dù hắn có đứng đó mặc cho người ta chém, đối phương cũng không giết chết nổi hắn. Ngoài những bảo vật này ra, trong nhẫn chứa đồ của Bắc Cảnh Vương còn có rất nhiều thiên thảo địa bảo và đan dược, đặc biệt là những đan dược kia, Diệp Huyên vừa nhìn thấy hai mắt đã lập tức lóe lên kim quang. Bởi vì trong số những đan dược đó có rất nhiều loại có tác dụng giúp củng cố và nâng cao cảnh giới. Cường giả của thần quốc không hề yếu, thiên phú lại càng chẳng phải kém. Nhưng thứ bọn họ thiếu chính là tài nguyên tốt. Hiện giờ có những đan dược này, chắc chắn rất nhiều cường giả đế cảnh sẽ có thể đột phá lên đến thần cảnh. Thăng lên chí cảnh cũng không phải là không thể. Ngoài những thứ này ra, trong nhẫn chứa đồ của Bắc Cảnh Vương còn có rất nhiều tinh thạch. Những tinh thạch này cũng không có quá nhiều, ước chừng trăm vạn khối, nhưng không phải thần tinh, mà là một loại tinh thạch có năng lượng cao hơn thần tinh rất nhiều. Trong loại tinh thạch này chứa đựng năng lượng cực kỳ khủng khiếp, có thể nói còn cao gấp mười mấy lần thần tinh nữa. Đúng là đồ tốt. Diệp Huyên vội vàng cất những tinh thạch này đi.
Chỉ cần một khối loại tinh thạch này cũng đã đủ để hắn có thể hoàn toàn khôi phục linh khí trong thời gian cực ngắn. Quả là đồ tốt. Diệp Huyên cười ha hả, có thể nói lần thu hoạch này khá vừa ý. Quan trọng là hắn còn hợp nhất được toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Bắc Cảnh. Sau khi nói chuyện cùng hai người A Việt bọn họ một lát, Diệp Huyên bèn rời khỏi và đi tới tháp giới ngục, hiện tại chuyện hắn cần làm không phải là những thứ tầm thường nữa. Bên trong thần điện, Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu đang xử lý các loại chính vụ. Diệp Huyên chính là hoàn toàn mặc kệ việc quản lý, hắn gần như không hề quan tâm tới công việc nội bộ của thần quốc. Có thể nói nội vụ của thần quốc chủ yếu đều do Khương Cửu và Thượng quan Tiên Nhi lo lắng bận tâm. Thấy Diệp Huyên đi tới, hai cô gái đều dừng lại. Diệp Huyên đi tới trước mặt hai cô gái rồi cười nói, sắp xếp thế nào rồi? Thượng quan Tiên Nhi nói, về cơ bản thì người của chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, ngày mai mọi người có thể thẳng tiến đại thế giới huyền hoàng. Nói đến đây, nàng ấy do dự một chút sau đó mới nói tiếp, nếu chúng ta rời đi thì người của vũ trụ hỗn độn này phải làm thế nào? Diệp Huyên cười nói, cũng đâu phải là vứt bỏ bọn họ, đợi sau khi chúng ta ổn định ở đại thế giới huyền hoàng xong, lúc đó người ở đây muốn qua có thể qua bất cứ lúc nào. Thượng quan Tiên Nhi suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, như này ngược lại cũng được. Nói đến đây, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, lần này đi tới đại thế giới huyền hoàng cái gì cũng chưa biết, vậy ngài có chuẩn bị gì không? Diệp Huyên cười nói, cần chuẩn bị gì chứ? Ngược lại, chúng ta không bắt nạt người khác. Nhưng nếu ai đó ăn hiếp chúng ta lập tức đánh người đó. Thượng quan Tiên Nhi khẽ mỉm cười, được. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyên, vị tiền bối váy trắng kia có xuất hiện nữa không? Cô gái váy trắng. Diệp Huyên trầm mặc. Nàng ấy không biết cô gái váy trắng đang làm gì, nhưng trước mắt, xem ra đối phương sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu. Trừ phi người của đại thế giới huyền hoàng tiếp tục đi tìm nàng ấy. Ngược lại hắn cũng hy vọng người của đại thế giới huyền hoàng đi tìm nàng ấy. Đúng lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đang đứng một bên bỗng lên tiếng, những tông môn và thế gia rời đi trước đây cũng quay về rồi. Diệp Huyên hơi giật mình, hắn lập tức hiểu ra Thượng quan Tiên Nhi đang nói đến cái gì. Chính là những thế gia và tông môn đã lựa chọn rời đi khi Bắc Cảnh còn chưa đến trước đây. Diệp Huyên cười nói, bọn họ trở về làm gì? Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng nói, bọn họ nói đây là nhà của bọn họ. Diệp Huyên cười nói, dẫn ta đi gặp bọn họ. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, nụ cười của hắn khiến người khác cảm thấy không rét mà run. Thượng quan Tiên Nhi dẫn Diệp Huyên đi tới thần điện. Trong điện, Diệp Huyên nhìn thấy những tông môn và thế gia của thần quốc đã rời đi trước đây. Khi đó những người này đều là tự chủ động lựa chọn rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyên. Sắc mặt của bọn họ có chút mất tự nhiên. Diệp Huyên nhìn mọi người và cười nói, sao chư vị lại quay về rồi? Lúc này, một ông lão dẫn đầu bèn đứng dậy. Người này chính là tông chủ Lâm Thương Hành của Thương Sơn Tông, người mà trước đây đã đưa ra đề nghị rời đi đầu tiên. Diệp Huyên có ấn tượng sâu đậm với ông ta bởi vì đối phương là người đầu tiên đưa ra kiến nghị về việc rời khỏi đây. Lâm Thương Hành khẽ hành lễ với Diệp Huyên. Thần chủ, ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định trở về. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Lâm Thương Hành thấp giọng nói, nơi này chính là nhà của chúng ta. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, hơn nữa, vũ trụ hỗn độn đang ở trong tình thế cùng đường bí lối. Ta đã suy xét rất nhiều, vẫn cảm thấy mình không nên rời đi vào thời điểm này, cho nên chúng ta đã quyết định quay trở về, cùng vũ trụ hỗn độn đối mặt với mọi chuyện. Ha ha! Đột nhiên Diệp Huyên cười ha hả, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, người đời đều nói da mặt của Diệp Huyên ta dày, nhưng giờ đứng trước mặt Lâm Tông Chủ đây, ta cảm thấy da mặt ta thật sự quá mỏng. Lâm Thương Hành giọng nói đè nén, thần chủ, ta thật sự là thật lòng mà. Bỗng nhiên Diệp Huyên khoát tay áo cắt ngang lời nói của Lâm Thương Hành, Lâm Tông Chủ, tại sao các ông không trở về khi đại quân của Bắc Cảnh đang dồn ép hử? Nghe vậy! Sắc mặt của Lâm Thương Hành trở nên có phần khó coi. Diệp Huyên nhìn đám người Lâm Thương Hành, Lâm Tông Chủ, Diệp Huyên ta và các hạ đây không thù không oán, tại sao các hạ phải trà đạp trí thông minh của ta trên mặt đất thế? Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hay là trông ta giống kẻ ngu? Nghe vậy,
đám người Lâm Thương Hành biến sắc. Lâm Thương Hành dẫn đầu vội vàng cung kính hành lễ, thần chủ. Ta tuyệt đối không có ý này. Nói xong, ông ta do dự một lát rồi tiếp tục lên tiếng, ta biết sai rồi. Đúng là chúng ta không nên rời đi lúc thần quốc đang gặp nguy nan. Cầu xin thần chủ cho ta một cơ hội để hối cải và sửa sai. Diệp Huyên nhìn Lâm Thương Hành, không thể ở bên nhau lúc hoạn nạn, sao có thể cùng nhau hưởng phú quý. Nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt của Lâm Thương Hành tái nhợt cả đi. Mà lúc này, Diệp Huyên đang định đi ra ngoài, khi vừa mới bước tới cửa đại điện, đột nhiên hắn dừng lại và nói, tiên nhi, kêu bọn họ lập tức rời khỏi vũ trụ hỗn độn, nếu không cứ xử lý với họ giống như kẻ địch. Sau khi nói xong hắn biến mất cách đó không xa. Vẻ mặt thượng quan tiên nhi có chút kỳ quái, bởi vì vừa rồi Diệp Huyên xưng hô với nàng ấy không giống với trước đây. Tiên nhi. Một lát sau, thượng quan tiên nhi nhìn về phía đám người Lâm Thương Hành và nói, ám vệ, tiễn bọn họ đi. Lời nói vừa rơi xuống, hơn 20 ám vệ đứng phía sau đám người Lâm Thương Hành bèn tuân lệnh. Chứng kiến cảnh này, vẻ mặt của đám người Lâm Thương Hành trở nên cực kỳ khó coi. Thượng quan tiên nhi không thèm để ý tới bọn họ, nàng ấy nhanh chóng rời khỏi đại điện. Giống như lời Diệp Huyên nói, không ở bên nhau lúc hoạn nạn, sao có thể cùng nhau hưởng phú quý. Diệp Huyên trở về thần võ thành. Trong một căn phòng, bên trong có Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi còn có cả Kỳ An Chi. Ba người đều đang nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vung tay phải lên, một đống bảo vật bày ra trước mặt ba người. Thấp nhất cũng là bảo vật cấp thần cảnh. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, Diệp Thổ Phỉ, người đây là. Diệp Huyên cười nói, đều chọn lấy một cái đi. Mạc Vân Khởi lắc đầu từ chối, ta không cần. Diệp Huyên nhìn về phía Mạc Vân Khởi, tại sao? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, chúng ta muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyên cười nói, ta biết các ngươi muốn dựa vào chính mình, có điều đây là một phần tâm ý của ta. Các ngươi cũng biết ta không có ác ý gì, chỉ là hy vọng các ngươi có thể càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Mạc Vân Khởi cười nói, ta biết ngươi không có ác ý, ta. Lúc này, cách đó không xa, Bạch Trạch cầm một chiếc bảo vật cấp thần cảnh lên, y đánh giá bảo vật trong tay một lượt, hai mắt lóe lên tia sáng, đồ tốt. Kỳ An Chi cũng cầm lấy một món bảo vật, thứ nàng ta chọn chính là một sợi tơ tằm. Từ đầu tới cuối sợi tơ tằm này được phủ một màu xanh lam vô cùng đẹp, là một loại bảo vật dùng để phòng ngự. Nhìn thấy hai người kia đều chọn lấy một chiếc, khóe miệng Mạc Vân Khởi giật giật, hắn ta lưỡng lự một lát sau đó nói. Người đã kiên trì như vậy, ta mà từ chối thì là bất kính rồi. Nói xong hắn ta cũng vội vàng chọn lấy cho mình một chiếc bảo vật. Diệp Huyên cười, sau đó lấy ra ba chiếc bình bằng bạch ngọc ra, đây là đan dược ta lấy được từ đại thế giới huyền hoàng, có tác dụng cải thiện thể chất và tư chất, còn có thể giúp các ngươi thăng cấp cảnh giới. Nói xong hắn bèn liếc mắt nhìn ba người, còn nữa, chuẩn bị chút đi, chúng ta sẽ đi đến đại thế giới huyền hoàng. Mạc Vân Khởi hơi ngẩn người, sau đó mới nói tiếp, đi đến đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên gật đầu. Mạc Vân Khởi phân vân một chút rồi mới lên tiếng, thực lực của ba người chúng ta có hơi yếu. Diệp Huyên nói, vũ đài bên kia càng rộng lớn hơn. Mạc Vân Khởi trầm mặc một lát, sau đó cũng gật đầu, được. Diệp Huyên cười nói, cố lên, ta tin rằng sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, nhất định sẽ có. Mạc Vân Khởi cười khổ, người đi nhanh quá đấy. Lúc trước khi còn ở Khương Quốc, bọn họ không khác Diệp Huyên là mấy. Mà hiện tại Diệp Huyên càng ngày càng đi xa hơn, khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ và Diệp Huyên cũng ngày càng lớn hơn. Diệp Huyên nhìn ba người và nhẹ nhàng nói, không phải ta muốn đi nhanh, mà thế giới này bức ta không thể không đi nhanh. Thế giới này vô cùng tàn khốc, các ngươi phải cố gắng lên, chỉ có như vậy mới có đủ khả năng tự mình nắm giữ vận mệnh bản thân. Mạc Vân Khởi gật đầu, cái này ta biết, chúng ta vẫn luôn cố gắng. Lúc này, đột nhiên Kỳ An Chi nói, ta đã kêu Học viện Thương Lan đi tới đây. Học viện Thương Lan. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ An Chi cười nói, là chuyện tốt, sau khi bọn họ đến đây nếu như cần gì thì cứ việc nói. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, người vẫn là viện trưởng à? Diệp Huyên cười nói, tất nhiên, ta vẫn là viện trưởng của Học viện Thương Lan. Kỳ An Chi khẽ gật đầu,
Sau khi tán gẫu với đám người Kỳ An Chi xong, Diệp Huyên bèn rời khỏi phòng, còn Kỳ An Chi cũng theo đó đi ra. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ An Chi, đi dạo cùng nhau một lát đi. Kỳ An Chi gật đầu. Diệp Huyên và Kỳ An Chi cùng chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ của kiếm tông. Thỉnh thoảng có một vài kiếm tu đi ngang qua, còn những kiếm tu này nhìn thấy Diệp Huyên đều dừng lại hành lễ. Kiếm tông. Hiện tại kiếm tông ở vũ trụ hỗn độn đã được khôi phục lại địa vị cao quý như ban đầu trong quá khứ. Bởi vì ai cũng biết hiện giờ tông chủ của kiếm tông Diệp Huyên cũng chính là thần chủ của thần quốc. Trên đường đi, Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, dạo này thế nào? Kỳ An Chi gật đầu, rất tốt. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, có từng nghĩ sẽ trở về không? Trở về sao? Diệp Huyên hơi ngẩn người, lắc đầu cười khổ. Trở về. Đương nhiên hắn biết Kỳ An Chi nói trở về là ám chỉ nơi nào. Thanh Thương Giới. Bọn họ đều đến từ Thanh Thương Giới. Còn hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ quay về Thanh Thương Giới, không phải hắn không muốn về, mà là hắn quá bận rộn, càng ngày càng có nhiều việc cần làm. Lúc này, bỗng Kỳ An Chi lên tiếng, có thời gian thì cùng nhau về một chuyến đi. Diệp Huyên nhẹ nhàng gật đầu, được. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu muốn quay về Thanh Thương Giới thì hiển nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và Kỳ An Chi tách nhau ra, hắn đi tới trước đại điện của kiếm tông. Ngay trước đại điện có một pho tượng đang đứng sừng sững. Là pho tượng người đàn ông mặc thanh sam. Trên vai người đàn ông mặc thanh sam còn có một tên nhóc con màu trắng đang ngồi, đương nhiên, kia cũng là một pho tượng. Nhìn thấy pho tượng tôn quý này, Diệp Huyên trầm mặc. Sư tổ kiếm tông. Trước mặt pho tượng, Diệp Huyên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hắn xoay người rời đi. Ngày thứ hai, vô số cường giả của vũ trụ hỗn độn ngồi tàu đế tinh bắt đầu tiến thẳng đến đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên đứng trên đỉnh đầu rồng vàng khổng lồ bay giữa tinh không, bên cạnh hắn còn có Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu. Họ thẳng tiến đại thế giới huyền hoàng. Quyết định này cũng không phải suy nghĩ nông nổi nhất thời của hắn. Tiếp tục ở lại vũ trụ hỗn độn chắc chắn là đang ngồi chờ chết. Bởi vì hắn biết người của đại thế giới huyền hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Bởi vậy hắn lựa chọn chủ động tiến công vào đại thế giới huyền hoàng. Mạo hiểm cũng là một cơ hội. Bởi vì Bắc Cảnh vừa mới bị diệt, người của đại thế giới huyền hoàng chắc chắn sẽ có phần kiêng kỵ, mà chỉ cần đối phương kiêng kỵ, đó chính là cơ hội của hắn. Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi đứng bên cạnh và hỏi, sớm nhất là khi nào đến nơi? Thượng Quan Tiên Nhi thấp giọng nói, có truyền tống trận của Bắc Cảnh để lại trong vô số tinh không, nhiều nhất 10 ngày là chúng ta có thể đến Bắc Cảnh. 10 ngày. Diệp Huyên khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, sau khi tiến vào Bắc Cảnh, không được lạm sát người vô tội, không được gian dâm bắt cóc cướp của, nếu ai dám làm trái, giết không tha. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta đã phân phó ổn thỏa rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, nàng ấy có chút căng thẳng ta. Diệp Huyên cười nói, không cần căng thẳng, ta không có ý xấu, ta chỉ tò mò cô đoán được suy nghĩ của ta hay là gì khác. Thượng Quan Tiên Nhi khẽ đáp, cũng không phải, chỉ là từ trước tới nay thần quốc chúng ta chưa bao giờ tàn sát người yếu thế. Trước đây khi chúng ta ra khỏi Đông Hoang giới thì cũng chưa từng giết người yếu thế. Nói xong nàng ấy bèn nhìn Diệp Huyên, hơn nữa, thuộc hạ cảm nhận được mục đích của thần chủ là muốn mở rộng phát triển Bắc Cảnh chứ không phải là hủy diệt nó. Diệp Huyên cười nói, đoán đúng rồi. Phát triển. Việc hắn cần làm hiện giờ chính là phát triển, dẫn theo những người bên mình cùng nhau trở nên hùng mạnh hơn. Thượng Quan Tiên Nhi nói tiếp, lần này đi Bắc Cảnh ta khá lo lắng, sợ rằng Bắc Cảnh bị người khác chiếm lĩnh, nếu như thật sự bị người khác chiếm lĩnh. Vậy chúng ta nên làm gì? Diệp Huyên cười lạnh, nếu như bị người khác chiếm lĩnh, vậy thì tuyên chiến thôi. Tuyên chiến. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, bất kể là ai, chúng ta đều tuyên chiến sao? Diệp Huyên gật đầu, bất kể đối phương là ai, chúng ta đều phải tuyên chiến. Thượng Quan Tiên Nhi thấy hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Huyên đang định lên tiếng thì lúc này, Khương Cửu ở bên cạnh đột nhiên nói. Bởi vì hiện tại, chúng ta không thể sợ hãi. Lúc này tất cả mọi người đều đang cảm thấy phía sau chúng ta có một vị cường giả cực mạnh, nếu như chúng ta tỏ ra sợ hãi,
bọn họ sẽ giảm bớt sự kiêng kỵ đối với chúng ta, còn nếu chúng ta càng kiêu ngạo bọn họ sẽ càng sợ ném chuột vỡ bình. Vì thế bây giờ chúng ta không có đường lui nữa rồi, bất kể phía trước là ai, chúng ta đều phải kiên cường, chúng ta càng cứng rắn bọn họ càng kiêng dè. Thượng quan Tiên Nhi liếc nhìn Khương Cửu nhưng không nói gì. Diệp Huyên gật đầu, kiêu ngạo. Nói xong hắn nhìn về phía xa ngoài tinh không và nhẹ giọng nói, lúc này chúng ta không thể đứng ở dưới thấp, ta phải đứng trên cao, ta phải kiêu ngạo, ta muốn nói cho người của đại thế giới huyền hoàng rằng phía sau lão tử ta đây còn có cao nhân. Hai cô gái. Năm ngày sau, trong tinh không mênh mông, Diệp Huyên đứng ở phía trên đỉnh đầu rồng vàng khổng lồ, sau lưng là những cao thủ vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên nhìn chân trời tinh không phía xa, vẻ mặt bình tĩnh. Lần này, hắn đã đưa những người sau lưng đến một thế giới hoàn toàn mới. Đại thế giới huyền hoàng. Thế giới mà hiện tại vũ trụ tứ duy được biết là thế giới phồn hoa nhất. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, A Việt cô nương, các người đã từng tiếp xúc với đại thế giới huyền hoàng này chưa? A Việt nói, chưa từng. Diệp Huyên đang định nói thì A Việt đã lên tiếng, nhưng khi ta ở ngũ duy thì đã từng nghe nói đến bọn họ. Đại thế giới huyền hoàng này đã cho ra rất nhiều người tài kiệt xuất, những người này đã từng xông vào ngũ duy, tuy chưa thành công nhưng tất cả đều rất kinh khủng rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta đã từng nghe cô nói, nếu muốn đến ngũ duy thì bắt buộc phải qua ba cửa ải, có đúng không? A Việt nói, đúng vậy, vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy không hề nối liền, giữa hai duy độ ngăn cách bởi rất nhiều thứ. Diệp Huyên hỏi, thứ gì? A Việt trầm mặc một lúc sau đó nói, duy độ của vũ trụ ngũ duy và của vũ trụ tứ duy hoàn toàn khác nhau, cho dù là về phương diện không gian hay thời gian, chúng đều không phải những thứ người vũ trụ tứ duy có thể lý giải. Mà muốn đi vào ngũ duy, thật ra thì có ba cách. Diệp Huyên vội hỏi, ba cách nào? A Việt nói, cách thứ nhất, phá lực, cưỡng chế phá vỡ bức tường duy độ giữa tứ duy và ngũ duy nhưng đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được, cho đến bây giờ. Ta chỉ biết vài người làm được, là cao thủ của vũ trụ tứ duy chủ nhân ba thanh kiếm đỉnh tháp. Ba thanh kiếm đỉnh tháp. Diệp Huyên im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.